Thưa quý vị, hiện nay chúng ta bắt đầu cái bài học tiếp theo, bài kinh Mangala Sutta, đoạn kinh số đoạn kinh thứ tư, đoạn thứ hai. Thì tóm lại cái đoạn kinh này đó là Đức Phật dạy đó, cái người tại gia cư sĩ mà có thể hiếu kính đối với cha mẹ, có thể chăm sóc vợ con đó, và có thể làm các cái nghề nghiệp không có xung đột, thì người làm được như vậy đó thì đó là họ có được một cái hạnh phúc cao. Thì bữa hôm trước á, là sư đã giảng về cái việc như thế nào là cái việc hiếu kính đối với cha mẹ và như thế nào là chăm sóc đối với vợ và con. Thì đó là cái bổn phận của người cư sĩ đại gia. Tại vì sao? Tại vì đó quý vị còn đi làm, còn phải nuôi sống bản thân, còn phải nuôi sống gia đình, thì đương nhiên là quý vị sẽ còn có những bổn phận đối với cha mẹ, bổn phận đối với vợ, đối với con, bổn phận đối với gia đình. Và trong những cái bổn phận đó đó, thì Đức Phật dạy là trong khi mà chúng ta làm ăn, kiếm một cái kế để mà sinh nhai, để chúng ta có thể nuôi sống gia đình, nuôi sống vợ con, và nhất là có thể cúng dường cha mẹ của mình, thì đó là chúng ta phải có được một cái chi phần, đó là Anakula Kammanta, có nghĩa là nghề nghiệp không có xung đột. Thì thưa quý vị đó, cái nghề nghiệp không có xung đột ở đây á, là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta muốn đi làm, chúng ta muốn kiếm tiền, thì chúng ta phải làm sao đó để mà cái việc làm của chúng ta nó đem lại hiệu quả. Chứ còn chúng ta muốn đi làm, chúng ta muốn kiếm tiền, chúng ta muốn tiền cứ tới, mà mình nhiều người nghĩ mà tại sao tôi làm hoài mà không có tiền đó. Thì có nghĩa là có đôi khi á, cái cách mà chúng ta kiếm sống á, nó chưa có phù hợp theo như lời Đức Phật dạy. Quý vị thấy á, Đức Phật không chỉ nghĩ đến cái hàng xuất gia, mà Ngài chỉ thuyết thuần túy là những cái bài kinh đưa đến sự giải thoát. Ngài còn suy nghĩ đến cái hàng cư sĩ đại gia, để Ngài hướng dẫn một người tại gia cư sĩ á, thì phải làm ăn như thế nào đó để có thể đem lại tài sản đối với chính mình và để có thể nuôi sống gia đình. Đức Phật không phủ nhận những cái hạnh phúc do của cải vật chất đem lại. Đức Phật nói đó, có hai cái loại hạnh phúc, đó là hạnh phúc tại gia và hạnh phúc xuất gia. Thì trong hai cái hạnh phúc đó, hạnh phúc xuất gia là cao thượng nhất, nhưng mà không có nghĩa là tại gia họ không có hạnh phúc. Và Đức Phật cũng xác nhận á, là đối với người tại gia cư sĩ thì họ có những cái hạnh phúc. Ví dụ như họ hạnh phúc khi mà họ kiếm tiền, họ kiếm được tài sản, thì đó là hạnh phúc. Cái quá trình họ lao động tạo ra tài sản đối với họ, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc thứ hai đó là hạnh phúc khi họ tiêu xài được cái tài sản mà họ đã lao động ra. Và cái hạnh phúc thứ ba của họ đó là họ hạnh phúc khi mà họ nhớ tưởng lại, họ nghĩ lại những cái thời điểm quá khứ mà họ đã từng làm việc để mà tạo ra tài sản, và họ đã từng hưởng thụ cái tài sản của họ đó. Cho nên người đại gia cư sĩ vẫn có hạnh phúc. Mặc dù Đức Phật vẫn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại đó là gì, đó là cái hạnh phúc mà nó phụ thuộc vào vật chất á, nó vốn dĩ nó không có bền, nhưng mà không phải là không có. Mà để chúng ta có thể lao động tạo ra được cái của cải vật chất á, thì các cái nghề nghiệp của chúng ta nó phải không có những cái xung đột. Mà muốn không có xung đột thì nó phải như thế nào? Thứ nhất là Kalanyu, có nghĩa là biết cái thời điểm thích hợp đó. Chúng ta phải biết cái thời điểm thích hợp. Thời điểm thích hợp đây á, nó có ba cái thời điểm thích hợp ha.
đó là gì? Đó là chúng ta phải biết cái thời điểm nào để mà nghỉ ngơi, chứ không phải là mình cứ cắm đầu mình làm suốt rồi mình không có nghỉ. Nhiều người quý vị, họ chỉ chăm bẩm, họ lo, mình nói theo nó hơi thô tục, họ chỉ chăm bẩm, họ lo kiếm tiền thôi đó. Họ kiếm tiền từ ngày này qua ngày khác, họ kiếm tiền không có thời gian nghỉ ngơi. Sư đã hồi xưa khi mà còn đi làm, chưa có xuất gia mà còn đi làm, thì có một cái ông sếp, ông rất là trẻ, mới có chừng 30 thôi, mới chừng 30 thôi, mà nhìn cái mặt già mà phải nói là già như là một người 40-50 tuổi, người nước ngoài nha, chứ không người Ấn, chứ không phải là người Việt. Tại sao vậy? Bởi vì cái vị sếp trẻ này, mặc dù còn trẻ nhưng mà làm việc không có ngơi nghỉ, làm từ cái tính từ cái lúc đi làm á, tính từ cái lúc đi làm thì làm cho tới lúc mà về tới nhà thì vẫn mở máy ra làm tiếp, và làm cho tới khi có tới 12 giờ hoặc là 1 giờ 2 giờ sáng đó. Rồi có khi á 4-5 giờ sáng mà sếp á, sếp tổng á, nó gọi về thì vẫn lực lực mà dậy rồi mở máy rồi tiếp tục họp online. Rồi tới sáng sớm tới 8 giờ thì lại có mặt ở công ty và tiếp tục làm việc như vậy, ngày này qua ngày khác. Thì đương nhiên cái công sức mình bỏ ra đó thì nó sẽ được cái hồi báo. Đó là gì? Đó là mặc dù còn trẻ nhưng mà rất là thành đạt, rất là thành công. Nhưng mà cái sự thành công đó được đánh đổi bằng cái tuổi trẻ, được đánh đổi bằng cái sức khỏe. Cho nên mặc dù là chỉ mới có 30 thôi, nhưng mà giống như là họ hy sinh cái tuổi trẻ của họ, nhìn nó già lắm. Thì như vậy nó cũng không phải là một cách hay. Mà trong khi đó, đó mình phải biết được cái thời điểm nào mình nghỉ ngơi cho nó thích hợp. Đó. Và có một cái vị bác sĩ á, một cái vị bác sĩ tích cực, rất là tích cực khám bệnh, rồi mổ. Vị này thuộc cái khoa ngoại, thì thường khoa ngoại mà thuộc cái bộ phận cấp cứu á, cho nên là vị này mổ thường xuyên lắm, cứ mổ hết cái ca phẫu thuật này tới cái ca phẫu thuật khác, rồi liên tục như vậy á. Có cái thời điểm mà vị này 40 tiếng đồng hồ mà chưa có được ngủ nghỉ gì hết, liên tục làm việc liên tục. Rồi cho tới một lúc á, vị này đang mổ cái mổ gan, mổ túi mật, thì đang cầm cái con dao mổ như vậy đó, thì vị này bị ngất xỉu. Thì ngất xỉu cũng may á, là cái anh học trò ảnh vẫn tiếp tục ảnh mổ. Nhưng mà do khi mà vị bác sĩ này ngất xỉu á, thì cái tay nó hơi lệch tí xíu, thành ra là nó cắt qua bên cái một bộ phận ở trong cái cơ thể bệnh nhân. Và cái người học trò đó thì nhanh tay vá lại và tiếp tục cái cuộc phẫu thuật. Còn đương nhiên là những cái y tá đó thì đưa cái người thầy á, đưa ra ngoài để nghỉ ngơi. Còn anh học trò anh vẫn tiếp tục anh đứng anh cầm cái ca mổ. Mà nếu như á mình chỉ sơ suất một tí xíu, hoặc là anh học trò anh không có cứng tay á, hoặc là anh hoặc là cái vị thầy á, vị thầy bác sĩ á mà hơi lệch tay thêm một tí xíu nữa, thì nó sẽ biến chứng ở trong cái phẫu thuật. Tiểu gì thấy có những khi á, chúng ta phải biết được cái tình trạng sức khỏe của mình, chúng ta có được cái sự nghỉ ngơi trong lúc phù hợp. Ngay cả tôi thấy có nhiều vị đi chùa làm công quả đó, thì các vị làm rất là ăn sai. Hồi xưa khi mà sư đi làm, sư tới chùa mà sư ở còn làm giới tử mà sư làm công quả, sư cũng làm ăn sai đó. Nhưng mà lại sư lại bị quở, bị thầy dạy
quở quở là sao, nói chú á, cái lúc nào cần làm thì làm, lúc nào cần nghỉ thì nghỉ, chứ không phải là chú cắm đầu cắm cổ để chú làm. Tại vì sao, cái công việc này nó sẽ dẫn đến công việc kia, mình quét cái phẩm sân này rồi mình sẽ thấy phẩm sân khác là nó còn thừa, nó còn chưa có tập, mình quét phẩm sân khác mình lại ngó qua một cái chỗ khác nó chưa có được lao, rồi mình lao rồi nó sẽ kiếm theo cái chỗ này chỗ kia để mình làm nữa. Cứ như vậy công việc này nó dẫn qua công việc khác, và mình sẽ không có được cái sự nghỉ ngơi, rồi cho tới cuối cùng á mình sẽ bị kiệt sức, rồi mình sẽ bắt đầu oán trách là tại sao mà tôi đến chùa để tôi tu tập mà tôi không có được học cái gì hết, tôi không có được tu cái gì hết, tôi suốt ngày tôi cứ phải làm, trong khi đó ai bắt mình làm đâu. Đó. Cần phải biết cái thời gian nào là mình nghỉ ngơi, cần phải có sự cân bằng, cái chuyện nghỉ ngơi đó là cái chuyện quan trọng đó. Và cái biết thời điểm thích hợp thứ hai đó, đó là gì, đó là biết cái lúc nào mà mình cần phải nỗ lực. Có nghĩa là khi nào á mà mình cần phải có cái sự tập trung, cần có sự nỗ lực thì mình phải nỗ lực, chứ không phải là mình cứ làm việc nọ rồi mình sợ việc kia, rồi mình làm cái này thì mình cứ bắt đầu cái đầu óc mình cứ nghĩ chỗ này chỗ khác, làm cái nào tập trung được cái đó. Có lần á Phật tử hỏi sư thì như thế nào là thiền và đời sống, sư nói vốn dĩ không có thiền và đời sống, tại vì thiền là thiền mà đời sống là đời sống, cái cha ná nó khác, mà chỉ có như vậy định và đời sống thì cái đó có. Quý vị phải phân biệt được thế nào là thiền và thế nào là định. Định á, là khả năng tập trung của tâm, giống như á, một cái vị bác sĩ phẫu thuật thì khi mà vị đó phẫu thuật á, có khi cả tiếng đồng hồ vị đó làm tỉ mỉ từng cái chi tiết nhỏ ở trong cái cơ thể bệnh nhân, vị đó tỉ mỉ tách từng phần cắt từng chút một rất là tỉ mỉ, hoặc khâu khi mà khâu á, thì vị đó khâu rất là tỉ mỉ, hoặc là một cái anh họa sĩ khi mà ảnh vẽ đó thì ảnh tập trung hoàn toàn vào cái cây cọ của ảnh để ảnh có thể tạo ra những cái tác phẩm, hoặc là một cái anh kỹ sư khi ảnh vận hành máy móc thì ảnh dùng cái sự tập trung của ảnh tập trung hoàn toàn vào cái sự vận hành máy móc, như vậy đó thì nó sẽ tránh được những cái gì, những cái rủi ro, và chính cái khả năng tập trung đó đó thì mình gọi là định. Thành ra tôi nói chỉ có định và đời sống chứ làm cả thiền và đời sống. Thiền là cái gì? Thiền là khi chúng ta tập trung vào các cái đề mục thiền chỉ hoặc thiền quán. Thiền chỉ à, đây là xanh vàng đỏ trắng đó, đất nước gió lửa, đây là từ bi hỷ xả, hoặc thiền tứ niệm xứ, đây là thân hành niệm đó, đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, đây là pháp. Thì cái đó là khi quý vị hành thiền, mà khi quý vị làm việc thì đương nhiên là không có đem cái thiền đó mà vào cái công việc được, mà chúng ta chỉ đem cái khả năng tập trung của mình, khả năng tập trung mà quý vị đã rèn luyện khi mà quý vị hành thiền, đem cái sự tập trung đó thì tập trung vào công việc đó. Đó là khi chúng ta biết được cái thời điểm mà chúng ta phải tập trung. Cái người mà có thực hành giáo pháp họ có cái năng lực tập trung hơn cái người mà họ không có thực hành, có nghĩa là khi mà mình cần tập trung cái đầu óc của mình nó không có bay bổng, nó không có chạy qua chỗ này, nó không có chạy đi chỗ kia, nó tập trung. Giống như quý vị thấy nước á, nước thì nếu như mà nó chảy tràn lan á, thì nó không có tác dụng gì hết, nhưng mà khi mà nó tập trung thành tia á, quý vị biết những cái máy mà cắt bằng cái tia nước á, thì nó có thể cắt đứt ngay cả sắt thép, nó đều có thể cắt đứt được. Tại sao vậy? Bởi vì nó có cái sự tập trung. Cũng vậy đó, ánh sáng thì nó không thể nào, mình ánh sáng bình thường thì nó không thể nào đốt được cái gì hết trơn á, nhưng mà khi mình dùng kính lúp á, mình hội tụ cái ánh sáng lại thì nó có thể đốt cháy được vật này kia. Cũng như vậy, khi chúng ta làm việc mà chúng ta có được cái định tâm, chúng ta tập trung cái tâm của chúng ta vào cái công việc thì chúng ta mới có thể làm việc hiệu quả. Và đương nhiên là khi chúng ta biết cái thời điểm để chúng ta làm việc thì đó không phải là lúc để nghỉ ngơi. Có một cái cô bác sĩ trực ca cấp cứu, thì cái lúc mà cổ giao ca rồi
cổ mặc đồ ra chuẩn bị đi về thì thấy cái xe cấp cứu ở ngoài chờ chạy vô. Thì ở trên xe đó là đang đưa xuống một cái bệnh nhân mà bị điện xuyên tim, có nghĩa là cái điện mà nó đi từ tay qua tới tim mà đi xuống dưới chân. Thì trên xe trong suốt cái thời gian ở trên xe đó thì cái anh bác sĩ ở trên xe đó là anh đã liên tục ảnh nhồi tim cho bệnh nhân để duy trì cái mạng sống của ảnh đưa tới bệnh viện. Nhưng mà khi xuống tới nơi á thì cái tay ảnh nó rã rồi, nó mỏi quá thì cô này cổ về. Nhưng mà lúc đó là biết bây giờ không phải là lúc để mình nghỉ ngơi, thì cổ bắt đầu cổ quay lại cái tướng của cổ á, cái tướng có chút ép đó. Mà quý vị biết cái cảnh là một cái vị bác sĩ mà nhảy lên luôn cái giường, cái băng ca đó, nhảy lên luôn cái băng ca mà tiếp tục nhồi tim cho bệnh nhân trong khi mà cái xe đang đẩy vô cái phòng phẫu thuật cấp cứu. Thì quý vị thấy cái lúc mà mình cần nỗ lực thì mình phải nỗ lực đó, cái lúc cần nghỉ ngơi thì mình phải nghỉ ngơi. Nhờ như vậy đó thì mình mới được cái hiệu quả trong công việc. Cái lúc nghỉ mà mình không nghỉ á thì mình sẽ kiệt sức, mà cái lúc mà mình cần nỗ lực mà mình không nỗ lực á thì công việc nó không có hiệu quả đó. Và cái thứ ba để mà biết cái thời điểm thích hợp á, cái biết thời điểm thích hợp thứ ba đó là gì, đó là biết thời điểm để du hành. Có nghĩa là mình biết thời điểm để mình đi, lúc nào mình cần đi và lúc nào mình cần ở. Có những khi á mà mình phải đi để chi, đi để mà học hỏi, đi để nó mở mang đầu óc ra đó. Và khi mà mình đi như vậy đó thì mình phải biết mình đi đâu và mình phải biết cái thời gian nào để mình đi. Chứ thí dụ như là vào những cái giờ mà nguy hiểm, ví dụ như là 11, 12 giờ khuya, thì không có lý do gì mà mình lại chọn một cái công việc mà mình phải đi vào cái giờ đó để mà mình gặp khách hàng hết trơn. Hoặc là cái gì làm cái công việc gì giao hàng, mà có những cái thời điểm mà nó nguy hiểm thì mình cũng biết thời điểm này không phải thời điểm thích hợp để mình du hành đó. Hoặc là có những thời điểm mà mình cần phải đi để mà mình học hỏi, đi để mà mình nâng cao kiến thức, đi để mà mình nâng cao cái tay nghề, thì lúc đó thì nó cũng không phải là cái lúc để mà mình luyến tiếc, mình luyến tiếc là cái vị trí của mình luyến tiếc cái đơn hàng của mình luyến tiếc cái khách hàng của mình. Bởi vì mình biết đây là cái thời điểm để mà mình nâng cao cái tay nghề, để mà mình có thể học hỏi được, mình lên cao hơn nữa. Nên biết được lúc nào cần đi, biết nào lúc lúc nào cần ở, thì đó cũng là cái sự biết cái thời điểm thích hợp. Nhờ như vậy công việc của mình nó mới có cái sự sắp xếp hợp lý và nó mới có cái hiệu quả đó. Và cái tiếp theo đó là gì, đó là patiru pakari, có nghĩa là làm cái việc thích hợp. Patiru pakari làm việc thích hợp. Thì đương nhiên quý vị cứ nghĩ là công việc thì cứ hễ công việc thì có chuyện để làm, chứ làm gì như vậy thì cái chuyện gì là cái chuyện thích hợp mà chuyện gì là chuyện không thích hợp. Thì đương nhiên ở đây là Đức Phật không có đi vào sâu từng cái ngành nghề. Ví dụ như cái người nông dân thì cần phải cày cuốc rồi cần phải gieo hạt, hoặc là người thợ dệt thì cần phải dệt vải, người thợ vẽ thì cần phải vẽ, không có nói cái đó. Mà cái việc làm thích hợp ở đây đó đó là gì, đó là mình biết được cái việc làm nào á nó đưa đến cái sự thịnh vượng ở cái cảnh giới nào. Có nghĩa là sao, mình biết cái việc này á, mình kinh doanh, mình làm ăn mua bán bằng các cái việc bất thiện, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, mình đừng có không cần phải bào chế, không cần cái lý do, anh không cần đưa vô cái lý do là tôi cần phải nuôi cha tôi cần phải nuôi mẹ tôi cần phải chăm sóc gia đình, mình không cần phải lý do cho những cái đó. Mà mình chỉ cần biết cái chuyện này nếu mà mình làm bằng các việc bất thiện
thì mình sẽ phải chịu bất hạnh trong các cái cảnh giới đau khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, không có tránh khỏi. Tại vì trong cái bài kinh là Thanh Anh Cha Ni Xuất Tá thì có một lần á, ngài Xá Lợi Phất gặp một cái vị trưởng giả Bà La Môn tên là Thanh Anh Cha Ni, mới hỏi cái vị này đó là dạo này đó ông có tu hành tinh tấn hay không, ông có thực hành những cái thiện pháp hay không. Thì cái vị Bà La Môn này mới nói: bạch tôn giả đó, làm sao con tu được, con là người tại gia cư sĩ thì con còn phải có trách nhiệm đối với cha, phải có trách nhiệm đối với mẹ, có trách nhiệm đối với vợ, có trách nhiệm đối với con, rồi con còn có trách nhiệm đối với nhà vua, con còn có trách nhiệm đối với người làm trong gia đình, mà chính vì vậy làm sao mà không tu. Mà trong đương nhiên là trong các cái công việc đó thì được mô tả đó là con phải làm nhiều cái việc bất thiện lắm. Thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi này: Thanh Anh Cha Ni, nếu như mà bây giờ ông chết, nếu như bị giọng chết thì khi mà ông gặp gọi là tử thần, tử thần mà đưa ông xuống địa ngục thì ông có cách nào mà ông lý luận với họ đó là tại vì tôi phải nuôi cha tôi phải nuôi mẹ tôi mà tôi đừng có cho tôi đi địa ngục, ông lý luận được với nó không? Thì ông Bà La Môn nói: dạ thưa tôn giả, làm sao có lý luận được, con làm ác con phải đi địa ngục thôi chứ sao có lý luận được chứ hả. Rồi ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi đó: vậy nếu như mà cha ông mà mẹ ông năn nỉ với họ đó là bây giờ con của tôi là tại vì nuôi tôi cho nên mới phải làm những cái ác nghiệp như vậy thôi, đừng có cho nó đi địa ngục, thì có được hay không? Thì ông Bà La Môn mới nói: dạ cũng không được bạch tôn giả, làm sao được, con làm ác thì con phải đi địa ngục thôi chứ còn ba mẹ con không cách chiên mà bảo lãnh con được hết trơn. Thì ngài Xá Lợi Phất nói: như vậy đó, ông hãy suy nghĩ này Thái Lan Chánh, giữa cái cách mà nuôi cha nuôi mẹ đó, ông đi làm á, thì bằng cái cách thiện, bằng những cái phương pháp thiện nó tốt hơn hay là bằng những cái phương pháp bất thiện nó tốt hơn? Thì ông này ông cũng là người biết đạo, thì ông mới nói là: dạ bạch tôn giả, thì đương nhiên là nuôi, nếu mà nuôi có thể nuôi cha nuôi mẹ bằng những cái phương pháp thiện đó, thì nó vẫn tốt hơn. Đó. Thì qua đó đó ngài sẽ là Phật nhắc nhở người tại gia cư sĩ, mình đừng bao giờ mình lý luận là tại vì tôi phải nuôi gia đình, tôi phải nuôi cha tôi phải nuôi mẹ tôi phải nuôi con của tôi cho nên tôi phải làm các ác nghiệp, không nên như vậy. Tại vì khi mà mình do các ác nghiệp đó mà mình đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì mình không lý luận được, chứ mình không lý luận được, và cha mẹ của mình, vợ con của mình cũng không cách chi mà bảo lãnh cho mình được, cứ làm ác nghiệp thì phải đi địa ngục, đơn giản vậy thôi. Cho nên mình phải biết được cái việc làm nào là thích hợp, còn các cái việc làm nào thích hợp đưa đến cái sự thịnh vượng tài sản ở cái công việc của mình đó là gì. Khi mà chúng ta làm việc bất kỳ cái ngành nghề nào mà chúng ta có thể không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì đó chúng ta sẽ đưa đến cái sự giàu sang, cái sự thịnh vượng ở các cái cõi dục đó. Thành ra ở cái câu kệ trước á, thì Đức Phật nói cái người mà làm những cái ngành nghề thủ công á thì đó là hạnh phúc tối thượng. Tại sao? Bởi vì các cái ngành nghề thủ công nó không có hại ai hết trơn, chứ còn mình làm những cái nghề khác á, thì rất dễ tạo cái ác nghiệp. Do đó mình phải biết được là cái việc làm nào nó đưa đến cái sự thịnh vượng, còn việc làm nào nó sẽ đưa đến bất hạnh. Mình không có nên là mình tham một chút xíu lợi nhuận mà mình có thể mình phạm giới, thật sự gì không có nên đâu, không có nên chứ nào. Và quý vị cũng đừng có bao giờ mà quý vị lý luận á là thôi thì hy sinh đời bố cũng cố đời con,
bây giờ tôi làm các ác nghiệp đó, tôi nuôi gia đình tôi thì cái nghiệp tôi chịu, nhưng mà nhờ như vậy tôi nuôi được gia đình. Không nên như vậy, không nên. Tại sao? Tại vì đó, khi mà gia đình của mình được nuôi bởi cái những cái việc làm ác của mình, ví dụ như mình giết, mình mổ heo, rồi mình mổ gà, rồi để mình nuôi gia đình, thì do mình làm cái nghiệp sát sanh á, thì đời sau mình diễu thọ. Cái chuyện mình chết là cái chuyện của mình, mình chết trẻ, mình chết sớm là chuyện của mình. Nhưng mà quý vị có bao giờ nghĩ đó, rồi cái người ở lại họ có đau buồn không? Họ có đau khổ hay không? Khi mà họ đẻ con ra, nó nuôi con thấy nó dễ thương như vậy đó, nuôi hết lòng chăm sóc nó vậy đó, mà nó còn đang, có khi còn đang ẵm ở trên tay như vậy đó, mà nó phải kết thúc cái sinh mạng của nó bằng một cái cách rất là kinh khủng, rất là đau lòng. Hoặc là một người mẹ mà nhìn đứa con của mình thoi thóp ở trên cái giường bệnh đó, mà không giúp gì được hết, không giúp gì được. Cái cảm giác bất lực đó, đó quý vị có bao giờ quý vị hiểu được không? Đó. Đương nhiên cái chuyện mà mình chết do cái ác nghiệp của mình đó, nó là chuyện của mình. Nhưng mà chính vì người thân của mình cộng nghiệp với mình, cộng nghiệp với mình, cho nên họ sẽ phải chịu đau khổ vì cái sự ra đi của mình. Thành ra nhớ, nếu mà mình có thể nuôi sống được gia đình mình bằng những cái thiện nghiệp, bằng những cái công việc á, mà mình không cần phải phạm giới, thì đó là điều hạnh phúc, là điều hạnh phúc lắm quý vị. Và Đức Phật dạy đây á, là mình làm như thế nào đó để mà đưa đến cái sự thịnh vượng ở các cái cảnh giới. Quý vị biết á, là mình cứ nghĩ á, là mình bố thí thì được giàu, chắc chắn bố thí thì được giàu. Nhưng mà nếu như mà trong cái lúc mà mình làm ăn mua bán mà mình có tham á, mình có tham tài sản của người khác mà mình chiếm đoạt bất chính bằng cái thủ đoạn kinh doanh đó, thì quý vị biết là tài sản quý vị vẫn có nhưng mà nó sẽ không bền, nó sẽ mất mát bằng cách này hay cách khác. Nó mất mát bằng cái việc là những cái biến động kinh tế, những cái biến, ví dụ như cái mùa dịch vừa rồi đó, thì quý vị thấy là biết bao nhiêu con người phải chao đảo đó, rồi biến động về chính trị, biến động về xã hội, hoặc biến động về thời tiết, có những cái cơn bão, có những cái cơn hỏa hoạn, nó chỉ một đêm thôi nó thiêu rụi toàn bộ tài sản của người ta. Do đâu vậy? Do khi mà chúng ta đã từng tạo cái ác nghiệp, là khi mà chúng ta kinh doanh á, mà chúng ta vì lòng tham chúng ta chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất chánh, do đó tài sản của chúng ta nó không bền. Vì thấy nhiều rồi, có nhiều người họ rất là giàu nhưng mà cái giàu của họ nó có giới hạn thôi. Rồi khi đến một cái độ tuổi nào đó, đến một cái giai đoạn nào đó thì họ mất mát tài sản, hoặc là cuối cùng họ bị một cái bệnh nào đó ngặt nghèo, họ phải bán hết toàn bộ tài sản để họ chữa bệnh. Như ông Steve Jobs, ông rất là giàu nhưng mà cuối cùng như thế nào? Cuối đời của ông vẫn phải sống trên giường bệnh, và toàn bộ cái cơ ngơi của ông nó không có giúp gì được ông hết. Ông chỉ còn nằm ở trên giường bệnh, ông cũng chờ chết thôi. Thành ra mình làm được những cái việc thích hợp thì đó là cái điều hạnh phúc. Và cái điều tiếp theo đó, đó là gì? Đó là Anālasattā, có nghĩa là không lười biếng. Không lười biếng. Phải nói ông bà mình có câu đó, tay làm thì hàm nhai, tay quay thì miệng kể, có nghĩa là có làm thì mới có ăn, chứ không dưng dễ đem phần đến cho. Đó. Thì cái lười đó, có đôi lúc đó, nó có nhiều cái nguyên nhân để mà mình lười, mình không muốn làm. Ví dụ như là hôm nay nóng quá làm gì,
Thế là thôi lạnh quá, trời lạnh gì thôi chùm mền ngủ không sướng. Hoặc lỡ khi thôi no quá khỏi làm, đói quá thầm làm. Khi nóng lạnh cũng là cái lý do để mà mình không làm, rồi đói no cũng là lý do để mình không làm, rồi mình sẽ viện á đủ mọi cớ để mà mình có thể mình không phải làm việc đó. Thì như vậy đó, nó gọi là lười biếng. Và chính vì cái người lười biếng thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta làm được cái chuyện chúng ta kiếm được tài sản hết trơn. Cái người mà người những cái người phương Tây một cách đây lâu rồi, họ có một cái bài viết cái tôi đọc là họ nói là cái đời sống của cái người dân mình khi mà họ mới qua đây Việt Nam họ đầu tư, họ thấy rất là lạ. Lạ lạ sao? Lạ có những con người á mà tới 8 9 giờ sáng mà còn thấy họ ngồi uống cà phê ngoài đường á. Mà có khi là chiều đó mới tan tầm mới 5 giờ, mới chừng 5 giờ 5 rưỡi là thấy đầy hết quán nhậu rồi. Thì họ thấy họ thấy rất là lạ, thấy con người người Việt mình làm mà có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Trong khi đó đó họ làm đầu tắt mặt tối. Đó. Thì quý vị thấy là nếu như thì đương nhiên là cái gọi là cái văn hóa kinh doanh, cái văn hóa nghề nghiệp của cái người phương Tây nó không giống mình. Nhưng mà ở đây nói lên cái gì? Đó là mình á rất nhiều người phí thời gian cho những cái cuộc vui chơi nó không cần thiết. Thay vì trong cái thời gian đó đó thì mình có thể mình tăng cường mình làm việc thì mình lại bắt đầu là mình bày ra bù khú rồi nhậu từ ngày này qua ngày khác. Thì có những người á mà nói lạ lắm. Thí dụ như mà tôi ở Mỹ á thì tôi tới nhà người thân nhà bạn nào đó tôi chơi á thì nếu mà nó bận quá thì nó có thể nói thôi giờ đó tao cho mày bao nhiêu đó tiền đó rồi mày muốn chơi gì đó mày chơi đó. Nhưng mà không có thời gian để mà đi chơi chung, không có thời gian đi chơi chung tại vì trong tuần mà còn làm việc nữa. Nhưng mà nếu như mà ở Việt Nam á thì trời ơi, yên tâm thôi cùng lắm giỏi nghỉ mấy bữa nghỉ mấy hôm để mà có khách là khách quý mà nghỉ mấy hôm rồi vẫn mà đi chơi đó. Thì cái chính cái thái độ làm việc á nó sẽ dẫn đến cái chuyện ảnh hưởng đến thu nhập của mình. Và cái tiếp theo đó là gì? Uttha na quyền rí giá sampada, có nghĩa là cái sự nỗ lực tinh tấn nhằm làm giảm đi những cái sự mất mát bất hạnh. Đó là như thế nào? Mình biết á là nhờ vào cái sự nỗ lực của mình á, nhờ vào cái sự siêng năng, cái sự cố gắng mình làm việc á thì mình sẽ thu nhập được khá hơn. Mà chính nhờ mình thu nhập được khá hơn á thì mấy cái chuyện như là cơm gạo áo tiền của mình á, nó cũng thoải mái hơn một tí xíu. Rồi cái chuyện tiền nhà rồi tiền nước rồi tiền điện á, nó cũng khá hơn một tí xíu. Mà chính vì vậy đó cho nên mình phải nỗ lực. Có người họ nói là cái nghèo á nó là một cái phương thuốc hiệu quả để nó trị những chứng ảo tưởng. Có nghĩa là giờ đó không phải là cái giờ để mà mình mơ màng. Mơ màng mơ tôi có nhà, tôi có xe rồi bắt đầu tôi làm này làm kia không. Cái nghèo, chính cái đói á, cái sự thúc đẩy của cái tiền điện, tiền nhà đó nó khiến cho họ là bỏ hết những cái ảo tưởng đó. Mà chính cái sự thúc đẩy đó nó khiến cho họ phải siêng năng. Đó. Và chính cái sự thúc đẩy của những cái tiền nhà tiền điện tiền nước á nó khiến cho họ là phải nỗ lực phải nhẫn nhịn học được cái cách nhẫn nhịn. Trong khi đó hồi xưa đó còn cha còn mẹ đó thì có khi là mình ăn uống là mình giãy đẩy rồi mình làm chơi ổng chơi eo
đó, cái hồn mà đi ra làm á thì nó khác, cái đời nó không giống như ở khi mà mình còn ở nhà. Thành ra mới có cái câu á là gì, cơm người khó lắm mẹ ơi, không như cơm mẹ mà vừa ngồi vừa ăn đó. Thì cho nên chính nhờ cái sự nỗ lực tinh tấn á, thì mình mới có thể đem lại được những cái thu nhập nó khá hơn cho mình. Không phải đời này mà ngay cả thời Đức Phật cũng có rất nhiều người, họ nghĩ họ thấy người ta đi chơi, thấy người ta đi lễ hội, họ cũng ham lắm, nhưng mà họ họ nói đó, thôi mình đâu phải giàu có như người ta đâu, thôi thì giờ này mình vẫn cứ đi làm đi, cứ kéo cài lấy cái cài ra rồi bắt đầu đi làm, chứ còn mình đâu có giàu sang như người ta mình phải đặt đi chơi đi bời. Chính vì vậy đó, trong kinh trong cái bài kinh là trong Trường Bộ đó, thì Đức Phật mới dạy là cái gì, cái người á mà giữ cái thói quen là cái lúc cần nghỉ ngơi thì nó không nghỉ, cái lúc cần nghỉ ngơi thì không chịu nghỉ, còn cái lúc á mà cần làm việc á thì lại đi nghỉ ngơi. Rồi cái người á mà thường thích say sưa trong cái chuyện mà uống rượu á, thì những con người đó không có ai mà có thể giữ gìn được tài sản của mình. Và khi mà con người ta bỏ bê công việc bằng cách họ viện những lý do, có khi là nóng quá hoặc lạnh quá, có khi là sớm quá hoặc là trễ quá, họ kiếm đủ mọi cách để mà họ không cần phải làm việc, thì những con người như vậy đó thì tài sản cũng sẽ dần bỏ họ để mà đi. Cái Phật dạy giống như con ong á, nhờ nó chăm chỉ, nó cần cù mà nó có thể chất chứa được tài sản, cũng vậy đó. Cái người mà làm các cái nghề nghiệp theo cái tiêu chí mà hồi nãy giờ mà mình nói đó, nhờ họ làm nghề nghiệp mà nó không xung đột mà, thì tài sản của họ sẽ tăng trưởng chồng chất và họ sẽ được an lạc, được hạnh phúc nhờ vào việc đó. Nhờ đó mà họ có được nhiều tài sản để họ nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Thành ra đó là chú giải cho cái câu là Anna Kula Kamanta, có nghĩa là nghề nghiệp không có xung đột. Bây giờ chúng ta qua cái đoạn thứ năm là Đa Nành Cha Thầm Ma Cha Ri Già Cha Nhà Ta Cà Nành Cha Sằng Ga Hồ Anh Quách Già Ni Cầm Mà Ni E Sằng Măng Ga La Mút Ta Măng, tức là bố thí và thực hành giáo pháp trợ giúp các thân quyến, những việc làm không bị chê trách, điều này là điềm lành tối thượng. Đây là bản dịch của Ngài Chánh Thân, là bố thí và thực hành giáo pháp. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng từng phần. Đầu tiên á, là đa ná. Đa ná nghĩa là bố thí, đa ná nghĩa là bố thí. Thì bố thí ở đây đó là nói về cái đát xá đa ná, có nghĩa là nói về 10 cái món vật thí à, nói về 10 món vật thí à, nó là gì? Anh năng ba năng quách thăng gia năng ma la ganh thăng duy lệ ba năng tây gia quách tha thăng ba đi bay văn, là 10 món. 10 món là gì? Cơm nè, nước nè, rồi y phục nè, xe thuyền đó, xe thuyền là 4, rồi tràng bông có là bông hoa đó, bông hoa là 5, vật thơm là 6, rồi cái vật hoa là 7, rồi cái thất có nghĩa là cái liêu cốc á là 8, cái chỗ trú ngụ là 9 và đèn đuốc là 10 đó. Thì đây là 10 cái vật thí.
là chính vì mình bố thí 10, đây là 10 cái món mà mình có thể mình bố thí. Và khi mà mình bố thí như vậy đó thì mình sẽ được cái sự an lạc, sự hạnh phúc cho đời sau. Tại sao ở đây là nói 10 cái món bố thí mà không có nhắc tới những thứ khác? Tại vì sư đã nói những cái bài giảng trước rồi, không phải cái gì mình cũng cho được, không phải cái gì mình cũng cho được, nên nhớ có những cái mình bố thí mình sanh thiên, mình được giàu sang, mình sung sướng, nhưng có những cái mình bố thí mình đi địa ngục. Thành ra ở đây Đức Phật mới nhắc 10 cái món bố thí, 10 cái món bố thí. Đương nhiên nó không phải là toàn bộ 10, chỉ có 10 món này không thôi, nhưng mà đây là 10 cái món đại diện, 10 cái món đại diện. Tại sao vậy? Như tôi nói, không phải cái gì mình cũng cho được. Có những cái mình cho rồi đó, mình đi địa ngục, đó là gì? Cho cái con thú đực tới con thú cái để nó thỏa mãn cái dục vọng, cho con thú cái tới con thú đực để nó thỏa mãn dục vọng, cho người nữ tới người nam, cho người nam tới người nữ để thỏa mãn dục vọng, thì cho những cái đó là đi địa ngục. Rồi cho binh khí để người ta đánh nhau, để người ta giết hại nhau, thì đó là đi địa ngục. Cho thuốc độc để người ta làm hại nhau thì đó là đi địa ngục. Cho những cái phương pháp nào đó để mà họ sống, họ tàn hại nhau, họ sống họ nghi ngờ nhau, họ sống họ bất hạnh, thì khi mà cho những cái đó thì mình đi địa ngục. Chứ mình đừng có nói cứ bố thí là được giàu, chưa chắc. Có những cái bố thí đúng mình cho nó mình giàu sang, mình được đầy đủ tài sản, nhưng mà có những cái bố thí là mình cho rồi mình đi địa ngục. Phải hiểu cái chuyện đó. Mà ở đây đó, thì không phải là cái lúc mà sư đào quá sâu về cái chuyện bố thí. Quý vị biết đó, là nếu như mà chỉ nêu nêu những cái ý chính, là những cái gạch đầu dòng của bố thí không thôi đó, thì mình nói hoài cũng không hết chuyện đâu, nói hoài cũng không hết chuyện. Tôi đã từng giảng cái bài riêng với chủ đề bố thí này cho một cái anh giới tử, như là tôi giảng 5 hay 6 tiếng đồng hồ á, nó chưa hết cái chuyện bố thí. Mà cái này là mình không có phải mình ngồi kể chuyện nha, không phải mình ngồi kể chuyện ngày xưa là có người này đó là đi đi nấu nước lèo, đi bán củ khoai, không phải. Mình chỉ nói về những cái ý chính thôi đó, mà có khi cũng không có đủ nữa. Cho nên ở đây á, là ở trong chú giải á, thì chỉ nhắc đến một số cái điểm mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta bố thí thôi. Đó là gì? Đó là thứ nhất á, là tăng xâm có giúp cô alo cô, có nghĩa là chúng ta bố thí nó phải tương ưng với vô tham. Mình cho cái gì mình cho, nhưng mà cái cảm, cái tâm lý mà đi kèm khi mà mình cho nó phải là cái tâm lý không có tham, thì nó mới được nói đến nó trong đây. Chứ còn mà mình cho người ta với cái dòng lòng mà cầu danh cầu lợi đó thì nó không tính. Hoặc là mình cho người ta để mà mình bắt đầu là mình đánh bóng tên tuổi đó, thì có nghĩa là mình cho mình đi kèm với tâm tham. Thì nói cho đúng ra đó, mình cho mà mình cầu danh cầu lợi á, vẫn có phước cho không có phước, vẫn có phước cho không có phước, nhưng mà cái phước đó nó hạn chế ghê lắm. Tại vì sao? Nó giống như một cái nếu mà mình muốn múc nước á, thì cái thau, cái ly nhỏ thì mình múc được ít nước, cái ly lớn thì mình múc được nhiều nước, cái thau thì mình múc được nhiều nước hơn, cái thùng nước thì mình múc được còn nhiều nước hơn nữa. Nhưng mà mình tách cái rổ ra mà mình múc nước á, nếu như mà mình nói không múc được nước thì không đúng, vẫn có nước, vẫn có nước. Tách cái rổ cái rá đó đó, có nghĩa là cái thứ mà đựng mà nó lủng lủng thủng á, vẫn có nước, nhưng mà cái nước đó nó chỉ có vài giọt thôi. Nói có nước thì đúng là có nước, nhưng mà cái nước đó nó chỉ là những cái giọt nước nó còn đọng lại ở trên cái rổ cái rá đó thôi đó. Thì cũng vậy đó,
khi mà chúng ta bố thí đó, bằng một cái lòng tham đó, để mà mình cầu danh cầu lợi đó, phước vẫn có chứ không phải không có, vẫn có, nhưng mà cái phước nó rất là hạn chế. Thành ra đó, mình phải bố thí bằng một cái tâm tương ưng với vô tham, tức là bằng cái tâm mình không có tham. Mà bố thí như thế nào để tâm không có tham? Cái kiểu thứ nhất là bố thí mà cầu danh cầu lợi thì coi như là bậc hạ, là cái kiểu bố thí là nó thấp nhất rồi. Nhưng mà trên nữa mà bố thí mà còn cầu cái chuyện mà tôi cho cái này để tôi mong sao cho tôi được đẹp, tôi được giàu sang đó, rồi ví dụ như có nhiều người lạ lắm quý vị, vô chùa đó cúng Phật có nãy chuối rồi mà xin đủ thứ hết trơn, xin cho con được bình an, rồi khỏe mạnh, rồi gia đạo rồi bình an, tình duyên đôi lứa, rồi làm ăn khấm khá, phát tài phát lộc, đủ thứ hết trơn á, mà cúng có nãy chuối thôi đó. Thì có nghĩa là mình bố thí mà mình còn mong cầu mấy thứ đó, còn mong cầu mấy thứ đó. Hoặc là có người họ giỏi hơn, họ không mong cầu mấy thứ đó, mà họ mong làm sao mà để cho con được sinh thiên đó, để đời sau con tái sanh vô cái cảnh giới thì tốt hơn, ví dụ như lên cõi trời, hoặc là tái sanh vô những cái gia đình giàu sang sung sướng vậy đó, hoặc là lên một cái cõi nào đó mà chỉ có sung sướng không thôi, không có khổ. Thì đó nó cao cấp hơn cái chuyện mà mình bố thí mà mình cầu danh cầu lợi, nhưng mà nó vẫn còn là hàng thứ cấp. Mà cái mà mình bố thí mà nó hàng cao cấp là gì? Đó là mình bố thí do năng lực của tâm từ, hoặc do năng lực của tâm bi, hoặc do năng lực của tâm hỷ. Đó, còn tâm xả thì nó, nếu tôi không nhầm thì hình như tâm xả nó cũng không ít khi nào nó liên hệ đến chuyện bố thí. Tại tâm xả là cái trạng thái tâm hiểu rồi thôi, mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, nó có nghiệp của nó, mắc nó. Đó. Thế nào là mình bố thí bằng cái tâm từ? Đó là mình cho ai đó một cái gì đó, mình cho ai đó một cái gì đó với cái suy nghĩ là mình mong rằng cái chuyện mà mình cho họ cơm nước, đồ ăn thức uống, y phục, rồi chỗ ở đó, rồi đèn đuốc cái này cái kia, để họ được hạnh phúc. Mình cho họ vì mình mong họ được hạnh phúc cho nên mình cho. Hoặc là mình ví dụ như có nhiều người đó, họ cho những cái sinh viên đó, cho học bổng sinh viên, bởi vì mong họ những cái anh sinh viên đó, họ nhờ học bổng đó họ có thể ra trường, rồi học hỏi thành tài ra trường để chi có thể nuôi sống được gia đình. Đó là khi mà mình cho bằng cái tâm từ, là mình cho vì cái mục đích mong họ được hạnh phúc. Rồi thế nào là mình bố thí bằng cái tâm bi? Đó là gì? Mình thấy họ khổ quá, mình thấy thương đó, mình thấy họ không đủ ăn, không đủ mặc, mình thấy họ thiếu thốn, mình thấy họ phải chịu khổ. Hoặc chỉ đơn giản là mình thấy sanh làm người đã là khổ rồi, thì mắc gì mà mình lại không giúp nhau. Sống ở cái kiếp người là đủ thứ, mình bất toàn bất chắc, đủ thứ để mà mình phải chịu khổ rồi, thì tại sao mình lại không giúp nhau? Đó. Thì có nghĩa là mình cho họ, mình bố thí nhằm mình giúp cho họ giảm bớt được những cái đau khổ mà họ đang phải chịu. Thì đó là cái sự bố thí mà tương ưng với tâm bi. Đó. Có những người đó, họ nói là thôi đừng có cho những cái người ăn xin. Tại vì mình cho những người ăn xin như vậy đó thì họ không có làm ăn gì hết trơn, nó chọi. Thì đương nhiên là sư không có bàn cái chuyện đúng sai đây, nhưng mà sư chỉ hỏi đó, là sư không có bài bác cái chuyện là mình cho tiền ăn xin không ăn xin. Mình nói khi quý vị cho đó, cái tâm của quý vị đó, quý vị tương ưng, có nghĩa là cái tâm của mình nó tương xứng với cái tâm nào. Có đôi khi mình thấy họ khổ mà mình cho, mình giúp chỉ nhằm mục đích là để họ bớt khổ. Thì như vậy có nghĩa là mình bố thí mà nó tương ưng với cái tâm bi, bằng cái lòng bi mẫn mà mình giúp. Còn cái chuyện có trí tuệ đi kèm hay không thì sư không có bàn ở đây. Sư không có bàn cái chuyện có trí tuệ đi kèm hay không có trí tuệ đi kèm.
Và Sư Chí đang nói là mình đang bố thí bằng tâm bi, bằng cái lòng bi mẫn. Rồi thế nào là mình bố thí tương ưng với tâm hỷ? Đó là gì? Khi mà mình thấy hoan hỷ thì mình có cái lòng mình muốn bố thí, muốn cúng dường. Ví dụ như có nhiều người đó, khi họ nghe Đức Phật thuyết pháp thì họ hoan hỷ, mà chính vì họ hoan hỷ trong cái pháp, thành ra họ có cái lòng họ muốn cúng dường Đức Phật đó. Mà Đức Phật nói đó, trong tất cả các cái loại bố thí đó thì pháp thí là quan trọng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nhờ họ có cái sự nghe pháp đó, họ có sự hoan hỷ, mà chính vì họ hoan hỷ có lòng tin, họ tin nơi nghiệp báo, họ có niềm tin, họ có đức tin. Chính vì họ có đức tin cho nên họ mới bố thí. Rồi hoặc là có những khi đó mình thấy người này làm thiện, người kia làm thiện thì mình cũng vui vẻ, mình muốn hùng phước. Người Việt mình có cái câu rất là hay là hùng phước, có nghĩa là mình hùng, mình trung hùng nó thêm một cái phần nữa đó, trung hùng vô trong đó. Thì đó là mình thấy họ tạo những cái việc thiện, mình hoan hỷ, mình muốn góp một phần, thì đó là cái sự bố thí mà nó tương ưng với cái tâm hỷ. Đó. Còn cái tâm xả đó là cái trạng thái tâm đó, mà hiểu là mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Nhưng mà nói như vậy đó, không có nghĩa là mình đi ra đường á, mình thấy ăn mày nghĩa thôi mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, thôi mình cứ nhét túi, bỏ túi không có cho ai lòng nào hết trơn á. Thấy ai khổ, ai nghèo, ai khổ đó, mình cứ nghĩ thôi mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, khỏi cho lòng nào hết trơn. Nhưng mà mình phải hiểu là cái tâm xả đó là cái trạng thái tâm cao cấp hơn ba tâm kia. Có nghĩa là khi nào mà mình đối với chúng sanh á, nó có đầy đủ cả ba tâm, tâm từ, tâm bi và tâm hỷ, thì khi đó mình mới có tư cách là mình có tâm xả. Ví dụ như mình thấy người ta nghèo, vì cái lòng bi mẫn mình giúp. Mình giúp, nhưng mà giúp đến một cái lúc nào đó mình nhắm không được nữa thì thôi, mình buông rất là nhẹ nhàng bằng cái tâm xả. Mình buông, mình hiểu là mỗi người có nghiệp của mình đó. Thì có nghĩa là sao, khi mà mình giúp họ hết lòng rồi đó, nhưng mà cái chuyện đó nó không đưa lại cái kết quả ha, thì mình hiểu là thôi mỗi người có nghiệp riêng thì mình không giúp nữa. Thì đó mới gọi là cái tâm xả. Cho nên nó xin nói là tâm xả thì thường thì họ không có bố thí. Tại vì sao? Họ đã bố thí bằng cái tâm từ, bằng cái tâm bi, bằng tâm hỷ rồi. Cho nên khi mà cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đó họ bố thí xong rồi đó, mà nó không giúp được đương sự á, thì họ an trú trong tâm xả. Cho nên á, tâm xả thì họ không bố thí nữa. Chứ không phải là mình cứ ra ngoài mình keo kiệt, mình không cho ai một đồng một xu nào hết mà mình nói là tôi đang hành tâm xả, thì cái đó phải coi lại ha. Đó. Rồi tiếp theo đó là cái từ Pali hồi nãy, tăng sầm vayutto aloko, tương ưng với vô tham. Rồi cái tiếp theo đó là sắc cắt chăn đề tí, có nghĩa là bố thí cẩn trọng, chứ không phải là mình bố thí mà mình không có cẩn trọng. Thế nào là cái sự bố thí mà mình có cái sự cẩn trọng? Đó là gì? Mình không có hời hợt. Có những người họ bố thí mà họ cho một cách rất là hời hợt, hoặc là họ cho mà họ không có sự chuẩn bị. Vì biết là thì đương nhiên á, là cái chuyện mình cho mà mình có hời hợt, mà mình cho mà mình không có sự chuẩn bị á, vẫn có phước cho mà không có phước. Nhưng mà nó uổng lắm quý vị. Nó uổng. Uổng ở đây là uổng sao? Tôi nói giống như một cái người mà cày ruộng á, một cái người cày ruộng á, một cái người làm nông á, mà nếu như mà họ chỉ đơn giản họ quăng bừa những cái hạt giống ở trên cái đồng ruộng á, thì cái nào nó nảy mầm được nó nảy mầm,
còn không nảy mầm được thôi kệ đó. Thì cái kết quả họ thu được á nó rất là hạn chế. Nhưng mà có người á họ cũng với số hạt giống đó, nhưng mà họ cẩn trọng, họ gieo đó, họ cày cuốc, họ làm sạch đất đó, họ tưới nước, họ bón phân, họ biết làm những cái chuyện gì thích hợp cho cái hạt giống đó, thì chắc chắn là họ sẽ đạt được cái sự tăng trưởng do cái hạt giống nó đem lại. Thì cũng vậy đó, khi mà mình bố thí mà không có sự cẩn trọng á, vẫn có phước chứ không phải không có phước, nhưng mà nhờ cái chuyện mình cẩn trọng cho nên là cái phước mình nó trổ ra nhiều hơn cùng một cái khối lượng tài sản đó. Cẩn trọng đó là sao? Đó là chuẩn bị, có cái sự chuẩn bị, có cái sự suy tư, có cái sự chuẩn bị. Mình biết là cái con người này là họ cần, ví dụ như là họ cần bao nhiêu đó, thì mình có cái sự chuẩn bị, có cái sự suy tư đó. Mình ví dụ như là cúng dường, như nói là đơn giản là cúng dường cai tăng, cúng dường cai tăng. Có những người đó họ cúng dường cách rất là hời hợt, có nghĩa là nấu đại nấu bừa gì đó rồi cứ đem cho, thì nó sẽ khác với cái chuyện là mình sẽ canh mình nấu như thế nào đó để cho nó ngon rồi để mình đem đi mình cúng dường đó. Thì đó là cái sự bố thí mà có sự cẩn trọng. Cái thứ hai á là chích ti cách toa đê tí, có nghĩa là bố thí có chú tâm. Bố thí có chú tâm đó là sao? Có nghĩa là khi mình cho là mình phải tập trung, chứ không phải là lúc mà mình cho ở đây đó mình đang tay mình cho mà cái đầu mình nó đang nghĩ về cái chuyện làm ăn mua bán, hay là tay mình cho đó mà mình nghĩ về cái chuyện buồn bực gì đó, thì đó là cái sự bố thí không có chú tâm. Mình cho, ngay cả khi mình cho mình phải có cái sự chú tâm, phải có cái sự tập trung. Thì lấy ví dụ mình thấy cái người mình quý vị chuẩn bị đi đến một cái lễ đặt bắt hội đó, thì trên đường á, trên đường mà mình đi tới đó đó thì nó bị đứt dây sên, nó hoặc nó bị bể bánh xe đó, rồi gửi xe vô cái chỗ mà nó sửa thì cái chỗ nó chặt chém đó, rồi đi một đoạn thì lại không được, mình phải gửi xe một cái chỗ nào đó, ví dụ như là ở cái siêu thị rồi mình phải đi xe ôm đó, rồi đi xe ôm thì gặp trời mưa đó, rồi tới chùa đó thì vừa mới tới chùa thì mình đạp trúng một cái bãi nào đó phải đi rửa chân đó, thì nó bị đủ cái thứ mà mình phải gọi là mình bực mình hết trơn. Nhưng mà cái lúc mà chúng ta đặt bát á, tự tay chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường á, thì chính cái giây phút đó những cái chuyện mà bực bội đó mình để một bên á, chứ mình không nên đem những cái chuyện mà bể bánh xe rồi cái chuyện mà một cái bãi gì đó trước cổng chùa bắt đầu mình đem còn tồn tại trong tâm á, thì nó sẽ khiến cho cái tâm mình thiếu sự tập trung. Thành ra cái chuyện mình bố thí nó không có chú tâm, nó uổng lắm quý vị, uổng đó. Rồi tiếp theo nữa là sahatha đề tí, có nghĩa là bố thí tự tay. Vì biết là có lần á tôi gặp một anh á, anh nói là có những người á họ không có thời gian để mà họ đi làm từ thiện đó, thành ra đó thì họ cứ khi mà con kêu gọi đó thì họ cứ đưa cho con đó, rồi con đại diện cho họ để mà con đi làm từ thiện giùm đó. Thì xin thưa với quý vị đó, cái người mà mình đi làm từ thiện giùm á thì họ là cái người họ tự tay họ cho, mặc dù là tài sản không phải của họ nhưng mà họ tự tay họ bố thí, thì cái quả phước nó sẽ lớn hơn của mình. Hoặc là nhiều người á mình làm lớn á
thì tới những cái lúc mà mình đi làm từ thiện á, mình không có đứng ra mà mình làm, mình không có đứng ra tận tay mình phát quà từ thiện, mình cứ giao cho mấy đứa lính đi làm giùm á đó. Đó rồi thì xin thưa với quý vị đó, coi chừng nha, mấy cái đứa lính mà nó phát quà từ thiện, nó phát tận tay á, phước nó nhiều hơn mình. Tại vì sao? Tại vì họ bố thí là tự tay họ bố thí. Thành ra đó, sư vẫn khuyến khích quý vị đó, khi mà mình bố thí cúng dường cái gì đó, mình nên tự mình làm, tự tay mình làm, chứ mình không nên nhờ. Tại vì mình nhờ như vậy phước thì vẫn có chứ phải không, nhưng mà chính vì mình không có tự tay mình bố thí á, thì cái phước mình rất là hạn chế đó. Rồi một cái điểm nữa đó là anapavithanadeti, đó là bố thí cái vật không có quăng bỏ. Thường á, mình cứ nghĩ là thôi tôi cho thì có khi có thói quen thôi. Tôi biết nhiều người có thói quen khi họ đem cho cái gì đó, họ cho cái mà họ không xài nữa họ mới cho, còn cái đồ mới đồ xịn thì có khi họ tiếc. Ví dụ như tôi mua một cái tivi mới thì tôi mới cho tivi cũ chứ, nó tôi đâu có bị khùng đâu, tự nhiên tôi cho tivi mới tôi xài tivi cũ đó. Hoặc là ví dụ như là cái quần áo gì tôi mua thì đồ nào tôi mặc nữa, đồ cũ tôi mới cho chứ. Chứ còn tôi đầu óc tôi đâu có bệnh đâu mà tự nhiên là tôi đi mua đồ mới tôi đem cho người ta. Thì quý vị nghĩ như vậy á, thì cũng không phải là không có phước. Có nghĩa là cái đồ nào mình không xài nữa mình đem cho á, thì nó cũng có phước chứ không có phước. Nhưng mà cái đồ mà mình bỏ rồi á, mình mới đem cho á, thì phải nói là cái phước nó cũng hạn chế lắm gì, hạn chế đó. Thành ra ở đây á, mình có ba cái kiểu bố thí. Ở đây mình lại chia ra ở trong cái thằng bố thí mà không quăng bỏ á, thì nó chia ra làm ba. Có nghĩa là đa xá đà ná. Cái đa xá đà ná đó, cái đa xá đà ná không có dấu á, thì nó là 10 cái bố thí. Còn cái đa xá đà ná đó có nghĩa là nô lệ thí. Nô lệ thí có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình cho cái thứ nào mình không có thèm nữa mình mới cho. Đồ mình không thèm ăn nữa mình mới cho. Áo mình không thèm mặc nữa mình mới cho. Đó là cái đồ gì mà mình dư thừa thì mình mới đem cho, chứ còn mình không có phải là cái đồ mới. Thì đó là nô lệ thí. Phước thì cũng có, nhưng mà tôi nói rồi, nó hạn chế. Nó hạn chế. Đó. Thành ra đời sau kiếp khác á, thì có khi mình cũng có tài sản, quý vị cũng có tài sản, nhưng mà mình còn xài đồ cũ không mà. Nhiều người á, họ lạ lắm, họ lạ lắm. Đồ á, họ vẫn có đầy đủ. Tivi rồi máy giặt rồi tủ lạnh rồi đủ thứ hết trơn, ở nhà có đủ thứ hết trơn. Nhưng mà nó cái đầy đồ cũ không mà. Có nghĩa là họ mua đồ cũ, quý vị, họ mua đồ cũ á, thứ nhất đồ cũ nó rẻ. Đó. Rồi nó tiện đó, thì thành ra là họ đầy đủ tài sản hết trơn á, nhưng mà họ toàn đồ cũ không à. Hoặc là họ cũng có quần áo đẹp, nhưng mà quần áo của họ là quần áo cũ, người ta mặc không người ta cho, chứ không phải đồ mới nữa đó. Thì cái nhân nào quả đó, mình cho người ta đồ cũ á, thì mình cũng giết đời sau mình cũng có tài sản, mà tài sản của mình toàn đồ cũ không thôi, chứ mình không có đồ mới đó. Rồi cái thứ hai á, là xá ha giá đà ná, có nghĩa là bằng hữu thí. Bằng hữu thí có nghĩa là sao? Bằng hữu thí á, có nghĩa là mình xài cái gì thì mình cho cái đó. Ví dụ như mình mua hai bộ quần áo, thì mình nghĩ lúc mình mua một, hay mình mua một bộ mà mình nghĩ mình có đứa nhỏ ở nhà đó, hay là mình có bạn á, thì thay mình mua một cái, mình mua hai cái thì mình cho nó một cái đó. Hoặc là có người như vậy nè, họ mua họ mua hộp bánh rồi họ nghĩ thì thôi chắc ông sư ở chùa ông hiếm cho ông ăn được cái bánh này, mua thêm một hộp nữa. Đó thì có nghĩa là mua cho mình một hộp đó, là mua trong tư hợp đó.
Thì những cái như vậy có nghĩa là mình xài cái gì á, là mình cho người ta cái tương tự như vậy, thì đó là bằng hữu thí, thì đó là bậc trung. Còn cái thứ ba là Samidana, có nghĩa là gia chủ thí, gia chủ thí hoặc là chủ nhân thí. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mình không dám ăn, cái mình không dám mặc, cái mình không dám xài đó, mình chắc có đó, vậy mà mình dám mình đem mình cho đó, thì đó alo, gì có nghe rõ không? Alo. Rồi. Cái gì đó nghe lại chưa? Dạ nghe rồi ạ. Hồi nãy quý vị nghe tới đâu rồi? Dạ bằng hữu thí rồi. Thì sư lặp lại nha. Thì cái thứ ba đó là cái gia chủ thí Samidana, có nghĩa là những cái đó mình không dám ăn, không dám mặc đó, mà mình vẫn có thể mình đem mình cho người ta đó. Thì đó là cái gia chủ thí, hay còn gọi là cái chủ nhân thí. Thì cái này á, thường á, là dành cho những cái bậc khả kính, những cái bậc đáng kính. Thì khi đó đó mình không còn dùng cái từ là bố thí nữa, mà đôi khi mình dùng cái từ là cúng dường. Nhưng mà cũng có những người á, họ hay lắm quý vị, họ cho đó là họ cho cái đồ quý, đồ giá của họ thì họ mới cho, họ cho mặc dù có khi là người ta chỉ là bạn thôi, mà họ vẫn có thể họ cho được cái đồ quý giá của họ. Hoặc là họ cho những, họ cúng dường những cái bậc đáng cúng dường. Đó là gì? Đó là ai? Thứ nhất đó là cha mẹ của mình. Cha mẹ của mình á, là cái người đáng để mà mình cúng dường những cái bậc quý giá, mà có khi mình không có nỡ ăn mà mình vẫn có thể mình cúng dường cho cha mình. Mà cái người này thì hiếm á, người thì hiếm á. Đa phần á là mình ăn gì mà cha mẹ ăn cái đó là mừng rồi đó, mừng rồi đó. Chứ còn nhiều người còn kẹt nữa, là đi đâu đó ăn thì thôi, còn dư sách về cho cha mẹ. Đó. Thì cha mẹ bậc đáng kính, cho nên mình có thể là những cái gì mình không nỡ ăn, mình không dám ăn, mình vẫn có thể mình cúng dường cho cha mẹ của mình. Hoặc là cúng dường đến những cái vị tu sĩ mà quý vị hoan hỷ, quý vị có cái lòng tôn kính, quý vị muốn cúng dường, hoặc là hướng đến Tam Bảo, thì đó là cái sự bố thí cúng dường những cái vật mà mình không có nỡ sử dụng mà mình vẫn dám mình cho đó. Thì đây là ba cái pháp mà nó liên quan trong cái Anapawitthang đề tí, đó là bố thí cái vật không quan bỏ. Thì có ba cái nha, là nô lệ thí, bằng hữu thí và gia chủ thí. Và cái điểm tiếp theo của cái việc bố thí mà được nhắc tới đây đó, đó là bố thí mà không nghĩ tới tương lai. Bố thí có nghĩa tới tương lai có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình bố thí đó có mục đích, chứ không phải mình bố thí không có mục đích.
Mà cái mục đích ở đây đó, nó không phải là cái chuyện cầu danh cầu lợi. Bố thí mà cầu danh cầu lợi thì nó tệ quá rồi. Đó, mà mình bố thí có nghĩa đến tương lai là sao? Ví dụ như là cũng kha khá tí đỉnh đó, là mình nghĩ nhờ cái quả phước bố thí này đó mà đời sau mình có cơ hội mình sanh ra ở những hoàn cảnh tốt đẹp hơn thì nó cũng khá. Nhưng mà cái mà tốt nhất á là mình nghĩ bố thí đây vì mục đích là nó tạo cái điều kiện thuận lợi để cho mình tu tập, để cho đời sau đó tôi có điều kiện để mà tôi tu tập, hoặc là đời sau đó tôi có điều kiện để tôi bố thí cúng dường những cái bậc khả kính. Chứ còn mà mình gặp Đức Phật, hoặc là mình gặp chư hiền thánh tăng, hoặc là mình gặp những cái vị thầy đức hạnh mà mình nghèo quá, mình không có gì để mình cúng dường đó, thì nó cũng kẹt đó. Thành ra đó, mong làm sao đó, bây giờ mình bố thí để mong làm sao đó, đời sau kiếp khác đó, mà mình gặp những cái vị mà khả kính đó, thì mình vẫn có thể cúng dường đó, vẫn có cái để mình cúng dường. Hoặc là nếu mình có lòng tu á, thì nhờ cái chuyện bố thí này đó, thì đời sau đó mình tu á, nó cũng thoải mái đó, nó cũng thuận lợi. Hoặc là mình nghĩ là cái phước bố thí cúng dường này đó, thì nó sẽ vun bồi, nó sẽ vun bồi công đức để cho tôi trên cái con đường tu tập hướng đến một cái quả vị thánh nào đó ở trong vị lai. Ví dụ như có người hướng đến sơ quả Tu Đà Hoàn, người hướng đến nhị quả Tu Đà Hoàn, người hướng đến đạo quả tam quả A Na Hàm, người hướng đến tứ quả A La Hán sinh văn, có người hướng đến A La Hán độc giác, có người hướng đến A La Hán chánh đẳng chánh giác đó. Thì mỗi một người thì sẽ có chí nguyện khác nhau, nhưng mà khi mà mình bố thí mà có cái mục đích như vậy đó, thì có nghĩa là mình bố thí có nghĩa tới tương lai. Nó giống như á, hồi nãy tôi nói cái nước á, mà nó chảy tràn lan á, thì nó không có tác dụng gì. Mà nếu như á, mà mình có thể mình đào mương, mình dẫn nước á, thì nước đó nó sẽ đem đến những công trình thủy lợi như vậy, nó sẽ đem đến những cái hiệu quả kinh tế. Hoặc là ánh sáng mà nó chiếu nó không có mục đích thì nó chỉ đơn giản là nó soi sáng thôi. Nhưng mà khi mình dùng cái kính lúp để mình tạo ra một cái mục đích của mình đó, thì nó sẽ có khả năng nó đốt được vật này vật kia. Cũng vậy đó, khi mà mình bố thí mà mình không có nghĩ tới tương lai á, thì nó vẫn cho quả báo chứ không cho quả báo. Nhưng mà cái kiểu cho của nó là cái kiểu có sao thì nó vậy, chứ nó không có được cái mục đích rõ ràng, nó không có được cái sự hướng đến. Cho nên tôi mới nói bữa hôm trước, tôi nói không phải là cứ ai làm từ thiện, ai đi bố thí cúng dường đó, ai làm các cái việc công đức mình cũng đè họ ra, mình kêu là Bồ Tát. Bồ Tát không phải dễ. Mình cứ thấy ai đó cho cứu hết người này cứu người kia, mình kêu Bồ Tát sống nữa. Bồ Tát đâu phải dễ như vậy. Mà cái người mà gọi là Bồ Tát á, nghĩa là sao? Họ làm các việc phước thiện có cái mục đích là họ hướng đến quả vị, một cái quả vị thánh, một cái quả vị giải thoát, thì đó mới được gọi là Bồ Tát. Thôi là mình làm những cái điều thiện, điều phước, điều lành á, mình hướng đến cái sự giải thoát. Có nghĩa là mình làm có mục đích chứ phải không có mục đích. Nhưng mà mục đích đó không phải vì cầu danh cầu lợi, mà mục đích đó là để hướng đến sự giải thoát, thì đó là mới được gọi là một cái vị Bồ Tát. Chứ còn mình Bồ Tát bây giờ thời nay nó rẻ lắm, nó tùy tiện lắm. Có nghĩa là cứ thấy ai làm thiện là cứ đè họ ra mà phán là Bồ Tát, nó tầm bậy đó. Cho nên ở đây trong cái kinh Tăng Chi, cái bài kinh mà Đại Tướng Si Ha, thì Đức Phật nói cái người mà bố thí đó thì họ được nhiều cái quả báo,
Thứ nhất á, là nhờ họ bố thí như vậy, nhờ bằng tấm lòng rộng rãi đó, thì họ được quần chúng ái mộ, có nghĩa là họ được nhiều người yêu mến đó. Và họ sẽ được thân cận những cái bậc chân nhân, những cái bậc trí tuệ. Ở đây không phải là những cái bậc trí tuệ, những cái hàng tôn túc, những cái bậc mà giỏi giang á, tham cái gì mà ba cái chuyện mà bố thí ba cái cơm nước của gì đâu. Nhưng mà quý vị phải đồng ý cái chuyện này, đó là gần gũi cái người rộng rãi đó vẫn thoải mái hơn là gần gũi mấy cái người keo kiệt. Nói gì thì nói, gần gũi mấy cái người rộng rãi thì vẫn thoải mái hơn. Cho nên á, cũng ở trong tăng chi mà Đức Phật nói ưu tiên cho cái người mà có cái tấm lòng rộng rãi trước, rồi mới tới cái người mà keo kiệt. Có nghĩa là cái người mà có tấm lòng rộng rãi đó, biết bố thí đó, thì họ đáng, họ xứng đáng để được các cái bậc trí họ ưu tiên đó. Thành ra đó thì cái quả báo là họ sẽ được các bậc thân chân nhân, những cái bậc trí thân cận, rồi nhờ họ rộng rãi như vậy, họ được cái quả báo là họ có được nhiều cái tiếng tốt, tiếng lành của họ sẽ đồn xa. Đó. Rồi cái quả báo thứ tư á, là khi mà họ đi đến những cái chỗ đông người á, nhất là những cái hàng mà cao cấp á, ví dụ như là những cái hàng mà có chức, có quyền, có vai, có vế, có địa vị trong xã hội á, thì họ không có sợ hãi, họ có được cái sự tự tin. Đó, vì sao vậy? Bởi vì đó, ta là cái người mà rộng rãi, ta là cái người bố thí, thì họ có sự tự tin. Thành ra đó, có nhiều người khi mà đứng trước đám đông á, thì họ bị khớp. Đứng trước đám đông họ bị khớp. Thì có nhiều cách đúng không quý vị? Có nhiều cách để mà mình chữa cái chuyện mà mình bị khớp trước đám đông. Mình bị mắc cỡ, mình bị e ngại. Một trong số những cách đó là gì? Mình suy xét coi mình có phải là người hào phóng không? Mình có phải là người rộng rãi hay không? Đó. Mà khi mà họ xét thấy là mình là người rộng rãi, tự nhiên là họ không có ngại nữa. Mà tôi thấy một cái điểm này lạ lắm quý vị. Lạ lắm. Có nghĩa là những người mà họ thường xuyên bố thí á, họ thường xuyên mà họ cho, có gì họ làm từ thiện á, họ cúng dường á, họ đi đâu á, họ có một cái gọi là cái sự tự tin. Cái này là mình không cần phải có thần thông gì đó, mà mình tự nhiên mình thấy những người mà thường hay bố thí á, họ đi tới đâu á, trên mặt của họ á, đều có cái sự tự tin đó. Họ không có ngại gì đó, họ nói chuyện họ không có ngại. Họ có cung kính thì có, đi đến nơi cần cung kính họ có cung kính, nhưng mà họ không có ngại, họ không có mắc cỡ, họ có sự tự tin đó. Đó là tôi thấy. Rồi một cái điểm, cái quả báo cuối cùng của bố thí đó, thì đó là gì? Là mệnh chung thì thanh thiên. Nghĩa là có nhiều cái phương pháp tu tập đúng không? Trong đó nó có một phương pháp là niệm thí xả. Có nghĩa là đối với cái người á, nhất là đặc biệt là cái người mà cận tử, người gần chết á, một trong những cách đó, đó là gì? Kể lại á, là hồi xưa đó là anh từng làm phước, anh từng bố thí, anh từng cúng dường như vậy đó, hãy nhớ lại. Thì khi họ nhớ lại là hồi xưa họ từng bố thí, họ từng cúng dường á, thì tâm của họ hoan hỷ. Mà nhờ tâm của họ hoan hỷ mà họ có thể an trú được trong cái sự hoan hỷ đó, thì đời sau kiếp khác thì họ rất dễ sanh thiên. Tại vì sao? Bởi vì cái tâm cận tử của họ đó là cái tâm hỷ, là cái tâm thiện. Thiện xuất phát từ cái hỷ tâm do nghĩ về cái quả báo, nghĩ về cái sự bố thí đó. Cho nên họ, cái cơ hội sanh thiên của họ vẫn rất là cao hơn cái người mà keo kiệt. Và đó, ở đây đó, cuối ở đây đó, thì nhắc
nhắc để mà nhớ sự đó, đó, cái bố thí ở đây đó thì còn là cái sự bố thí pháp nữa đó. Chứ không phải chỉ đơn giản là 10 cái món bố thí ở trên, mà cái cuối cùng á là còn là cái sự bố thí pháp. Bởi vì sao? Bởi vì hồi nãy tôi nói đó, nhờ có chánh pháp thì chúng sanh mới có niềm tin vào cái lẽ thiện. Và chính vì họ có niềm tin vào cái thiện á, thì họ mới có niềm, thì họ mới chuyển mới có bố thí. Mà chính nhờ họ bố thí đó, thì họ mới có được cái sự an lạc cho chính mình. Và thế gian này đó, cũng nhờ có những con người bố thí như vậy thì thế gian này nó mới được sự an lạc. Quý vị có còn nhớ cái bài kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống của Trường Bộ, mà trong cái bài bữa hôm trước thì sư có giảng trong cái đoạn mà kính lễ bậc đáng kính lễ á. Đó. Thì cái nguyên nhân mà chúng sanh bắt đầu cho cái sự sa đọa đó là gì? Đó là khi mà đức vua đó keo kiệt, đức vua không còn bố thí nữa. Thì khi mà đức vua không còn bố thí nữa đó, thì cái sự nghèo đó nó xuất hiện. Và chính vì nghèo đó xuất hiện cho nên trộm cắp hoành hành. Chính vì trộm cắp hoành hành cho nên nó hình phạt mới xuất hiện. Chính vì hình phạt xuất hiện cho nên họ người ta mới nói dối. Chính vì người ta nói dối đó, thì cho nên mới bắt đầu là tuổi thọ nó suy giảm. Và tuổi thọ suy giảm thì bắt đầu những cái pháp bất thiện khác nó bắt đầu nó chạy theo đó. Rồi cứ vậy mà tuổi thọ loài người cứ suy giảm dần. Mà khởi nguồn từ đâu? Khởi nguồn từ cái chuyện là cái vị vua cai quản đất nước ấy, họ không có bố thí. Tại vì vị đó bắt đầu vị đó nghĩ là bây giờ mình cho biết rồi đó, mình tài sản mình sẽ hết, thì cái sự keo kiệt nó phát sanh. Chính vì keo kiệt phát sanh cho nên là vị đó không còn bố thí đó. Thành ra là cái bố thí đó coi vậy chứ nó quan trọng ghê đó. Nhờ bố thí mà thế gian này nó được an lạc. Mà nhờ đâu mà họ biết bố thí? Nhờ họ có niềm tin vào lẽ thiện thì họ mới chịu bố thí. Mà nhờ đâu người ta có niềm tin vào cái lẽ thiện? Đó là nhờ họ nghe pháp. Mà chính vì vậy đó, cái người bố thí pháp đó, thì đó là cái sự bố thí cao thượng nhất. Mà trong cái pháp cú, cái câu kinh pháp cú số 354 được nói như thế nào? Pháp thí thắng mọi thí, pháp hỷ thắng mọi hỷ, pháp vị thắng mọi vị, ái diệt thắng mọi khổ. Có nghĩa là trong tất cả các cái loại bố thí đó, thì cái bố thí pháp là đi đầu. Đó. Và trong cái bài kinh giải pháp xứ của Tăng Chi Bộ Kinh đó, muốn mà bố thí pháp á, gọi là thuyết pháp rộng rãi cho người khác á, thì vị đó trước hết là vị đó phải nắm bắt được cái bài pháp. Nhờ cái sự nắm bắt đó, vị đó có thể thuộc đó, nắm bắt được cái điều vị đó đã được nghe. Vị đó học nhiều, nghe nhiều thì vị đó sẽ ghi nhớ cái điều mà vị đó nghe đó. Và chính vì vị đó ghi nhớ cái điều vị đó nghe đó, vị đó tin tưởng, vị đó suy tư, vị đó chấp nhận, rồi sau đó vị đó đem những cái thời pháp đó, vị đó trao truyền lại, thuyết pháp rộng rãi cho những người khác như là vì đó đã được đó. Mà sư nói một cái này có lẽ là nó sẽ một số vị sẽ không đồng tình đó. Đối với sư, chánh pháp vốn dĩ không có bản quyền, chánh pháp vốn dĩ không có bản quyền. Nếu như mà mình nói cái người mà giữ bản quyền, cái người mà xứng đáng để giữ bản quyền đó là ai? Đó là Đức Phật. Chỉ có Đức Phật mới là người xứng đáng giữ bản quyền đó. Chứ còn mình thì cái mà mình có được đều là cái sự thừa tiếp, là cái sự thừa hưởng từ vị thầy của mình,
Có nghĩa là mình phải đi học đạo chứ. Đó, mình phải học đạo từ vị thầy của mình chứ, vị thầy tế độ dạy mình thì mình mới có được cái pháp. Mà vị thầy của mình có được những cái kiến thức đó, có được chánh pháp đó từ đâu? Cũng từ cái vị thầy đó nữa. Thì cứ quy nguyên ra thì cái gốc đó là ai? Cái gốc đó phải là Đức Phật. Chính nhờ Đức Phật dạy thuyết pháp thì các cái hàng đệ tử truyền trao chánh pháp lại với nhau, đời này qua đời khác, truyền đăng tục diệm, cho tới bây giờ mình mới có cái chánh pháp để mà mình ngồi mình chia sẻ với nhau. Thì mắc cái mớ gì mà mình đòi mình giữ bản quyền chánh pháp? Thì sư thấy rất là lạ, mà sư nghĩ là nhiều vị thì vì đó lại không đồng ý. Thì thôi, thì có thể là đó là tài sản vì đó nghĩ, thì tức là công sức của vị đó, thì vị đó có thể vì đó nghĩ vì đó có bản quyền. Chứ còn theo cá nhân sư nghĩ thì cái những cái kiến thức mình có được, những kiến thức mình có được cũng là nhờ thầy tổ trao truyền cho mình. Thì quy nguyên ra thì chỉ có Đức Phật mới là người xứng đáng được giữ bản quyền. Thành ra mà mình lại coi chừng, khi mà mình nghĩ tới cái chuyện bản quyền mà mình thì coi có thể suy xét lại một cách thật lòng thôi, mình có đang bỏng sẻn về pháp hay không. Có nghĩa là khi mình nghĩ là người ta xâm phạm tới cái sở hữu trí tuệ của mình thì thôi mình không chia sẻ nữa, mình không chia sẻ nữa, không dạy nữa, khỏi dạy, để nó không có tôn trọng mình, khỏi dạy. Thì có khi mình phải suy nghĩ lại thôi, mình làm như vậy đó có phải là cái sự bỏng sẻn về pháp hay không. Mà quý vị biết là bỏng sẻn nó có nhiều cái kiểu bỏng sẻn. Ví dụ như bỏng sẻn về tài sản, bỏng sẻn về chỗ ở, bỏng sẻn về quyến thuộc, bỏng sẻn về các mối quan hệ, bỏng sẻn về danh tiếng. Thì các cái sự bỏng sẻn đó là nó còn nhẹ. Riêng cái bỏng sẻn về pháp đó, có nghĩa là mình biết mà mình không có dạy, mình biết mà mình không có chỉ người ta đó, thì đó là cái sự bỏng sẻn tệ nhất. Thì tôi vẫn luôn mong là những cái vị mà nắm giữ cho mình cái mệnh mặt tăng già, nắm giữ cho mình đèn cái ngọn đuốc của chánh pháp, hãy nghĩ cho chúng ta mà mở cái lòng ra để mình bố thí. Mà khi mình bố thí như vậy, mình bố thí chánh pháp, bản thân mình được lợi lạc mà chúng sanh cũng được lợi lạc. Có những vị trưởng lão tôn túc có dạy như thế này: khi mà mình sống vì chánh pháp, mình không cần, thì mình nên tin về nhân quả, là nhân quả sẽ đền bù cho mình, sẽ cho mình những cái mà mình chưa từng có được. Có những cái điều rất là kỳ diệu chỉ vì mình sống thuần túy vì chánh pháp. Chứ mình có đôi khi mình không có nên mà mình nghĩ nhiều quá về cái lợi ích. Cái lợi ích của mình thì nó cũng không nên. Thì đó là một cái vị trưởng lão tôn túc đã dạy sư như vậy đó. Mình sống thì có đôi khi thì đương nhiên là cái cơm gạo áo tiền thì ai cũng cần, nhưng mà có những khi mình nên đặt cái chánh pháp lên làm đầu đó. Và thôi thì bây giờ 9 giờ rồi, thì sư tranh thủ thời gian sư trả lời một số cái câu hỏi, một số câu hỏi mà đợt trước quý vị gửi cho sư. Sư sư, con muốn dành thời gian mỗi ngày để đọc và tìm hiểu kinh Phật. Xin sư chỉ dẫn giúp con, bây giờ con nên bắt đầu từ đâu? Con là người tại gia cần phải đi làm và chăm sóc gia đình nên khoảng thời gian cũng có hạn. Thưa quý vị đó, bây giờ muốn sư phải nói một cái chuyện có thể quý vị cũng không muốn nghe lắm, đó là gì?
sinh vật á, vốn dĩ không có mì ăn liền, mà mình có thể nó đòi hỏi mình phải dành thời gian, phải dành một cái sự đầu tư. Chứ còn nếu như á, mà quý vị chỉ đơn giản là để ngày 50 phút vậy đó thì thôi, thì chắc quý vị chỉ đọc được mỗi cái bảy episode, có nghĩa là đảnh lễ Tam Bảo một cách tóm tắt vậy thôi đó. Mà cái đó đó thì không, nó chỉ gọi là tụng kinh, chứ mình không thể nào mà mình gọi là đọc và tìm hiểu kinh Phật. Tại vì cái sự đọc và tìm hiểu kinh Phật đó, nó đòi hỏi mình phải có sự đầu tư, cần phải có sự suy tư. Chứ còn mình nói là thôi bây giờ không có thời gian, thôi ngắn gọn, à, thì ngắn gọn, thì tôi chỉ nói một câu ngắn gọn đó là gì? Không làm các việc ác, đó, làm các việc thiện, giữ tâm trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Nói thì không có sai, nhưng mà tôi biết là quý vị cần nhiều hơn như vậy, mà muốn nhiều hơn như vậy đó, thì quý vị phải chịu khó dành thời gian. Chứ lấy ví dụ, một số bài kinh mà tôi cho là rất cần thiết đối với Phật tử đó là gì? Bài kinh Chánh Tri Kiến. Bài kinh Chánh Tri Kiến, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy rất là rõ về thế nào là người có chánh tri kiến. Và cái bài kinh đó đó là cũng nói, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng đề cập luôn các cái nền tảng giáo lý cơ bản. Đó là gì? Đó là Tứ Diệu Đế, gốc giáo lý gốc rễ nha. Chứ đừng có nghĩ cái chuyện mà cơ bản mình ra thì nghĩ là coi thường, mà nó là giáo lý gốc rễ, giáo lý cốt lõi của Phật giáo. Đó là gì? Đó là Tứ Diệu Đế, đó là Thất Giác Chi, đó là Bát Chánh Đạo, đó là 12 nhân duyên đó. Hoặc là quý vị có thời gian nữa, quý vị đọc cái bài kinh Thân Hành Niệm. Hoặc quý vị có thời gian nữa đó, quý vị đọc cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Hoặc quý vị có thời gian nữa đó thì quý vị đọc cái bài kinh Kalama. Có nghĩa là không phải người ta nói cái gì mình cũng tin đó. Thì sư nói sơ qua những cái bài kinh đó. Và còn một cái bài kinh mà sư nghĩ là quý vị sau khi kết thúc cái lớp này quý vị có thể đọc hàng ngày, đó là gì? Đó là kinh 38 Pháp Hữu Túc, Mangala Sutta mà sư đang dạy, đang giảng vậy đi. Chính vì sư sợ mình đọc á, mình chưa có hiểu hết nghĩa, cho nên là mới mở cái lớp này ra để dạy cho quý vị, để phân tích cho quý vị từng câu. Mà sư không dám dùng cái từ dạy nữa, sư nói dạy là sư nói nó hơi quá. Sư chỉ dùng cái từ là đọc chú giải dùm quý vị, phân tích dùm quý vị. Tại vì sư biết là nhiều khi quý vị cũng ngại đọc kinh lắm, mở quyển kinh ra ngại, ngáp lên ngáp xuống đó. Thì thôi ông sư thì đọc giùm quý vị, thì tra giùm quý vị những cái chỗ đó có những cái gì nó cần lưu ý đó. Thì sư nghĩ là bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc á, sau khi mà sau khi kết thúc cái buổi học này đó, quý vị có thể lưu lại đó, rồi quý vị đọc tụng đọc hàng ngày. Cái bản dịch á, mà bản dịch rõ nhất á, là bản dịch của Ngài Chánh Thân, là bản dịch sát nghĩa. Mặc dù nó không có phổ thơ bay bổng như là những cái bản dịch cũ, nhưng mà được cái nó sát nghĩa. Và sư thì sẽ ủng hộ chuyện sát nghĩa. Hoặc là một số vị mà nếu như quý vị có lòng á, quý vị ủng hộ cái quyển kinh Nhật Tụng Kalama đó của Ngài Giác Nguyên, thì Ngài đã bỏ công ra, dày công biên soạn, sưu tập trích lục lại những cái bài kinh cốt lõi, những cái bài kinh tinh túy đó, gom lại trong một cái quyển, để mà quý vị rảnh á, thì quý vị mở ra quý vị đọc, rồi quý vị tìm hiểu kinh Phật ha. Rồi qua cái câu tiếp theo là chính là tư việc mình nuôi động vật rồi đem đi bán không phải là chánh nạn đúng không tư? Khi mình trồng cây rồi có ảnh hưởng tới những con vật dưới đất cũng là bất thiện nghiệp đúng không ạ? À? Chính bạch sư giải thích giúp con. Thì nó chính xác là như vậy đúng không? Chỉ có một số cái mà mình sẽ lấy ví dụ đi. Mình nuôi cá
bản thân sư thì sư cũng rầu cái vụ cá này lắm. Tại sao vậy? Con cá đó nó không có giống như con chó hay là con mèo mà nó tự nó chạy nhảy, mà nó phụ thuộc vào cái môi trường mà mình nuôi nó đó. Nội cái chuyện mà mình hạn chế tự do của nó là đã là một cái rồi. Cái thứ hai đó là làm sao cái môi trường mình nuôi á nó được trong sạch, nó được vệ sinh đó. Tại sao mình nuôi mình phải có trách nhiệm chứ, rồi cái chuyện nó ăn nó uống nữa đó. Thành ra đó, nuôi nó là đã cực rồi đó. Mà mình nuôi nó mà để nó sống không đàng hoàng là mình mang nghiệp. Rồi mình nuôi con này con kia, mình nuôi không thôi nha, mình nuôi nuôi cho mình, mình chưa có nói gì tới chuyện mà mình nuôi đem bán, nuôi cho mình thôi đó. Mình không có chăm sóc nó đàng hoàng á, để nó bệnh, nó ghẻ, nó lỡ, rồi để nó đói, nó khát, để nó ăn bậy ăn bạ đó, thì mình cũng phải là người chịu trách nhiệm. Huống chi mình nuôi đem bán thì đó không nên. Thì đó vốn đó là Đức Phật đã đề cập ở trong các cái nghiệp và tà mạng, có nghĩa là nó không phải chánh mạng mà nó sẽ đem lại đau khổ. Nhưng mà trong số đó đó thì nó cũng có ngay trong những cái pháp mà tà mạng đó, thì nó cũng có cái nặng cái nhẹ khác nhau. Ví dụ như mình nuôi thú cưng đó, nuôi thú cưng mà mình đem về đó, mình thờ như thờ ông cố nội đó, thì dù sao thì nó cũng nhẹ hơn là mình nuôi để mà mình bán người ta giết mổ đó. Nhưng mà nói gì thì nói, cứ đem nuôi động vật mà đem bán á, thì nó vốn dĩ nó không phải là nghề chính mà. Sẽ lấy cái ví dụ như vậy là quý vị dễ hiểu. Quý vị có bao giờ quý vị tưởng tượng được một cái bà mẹ đó mà bà đẻ, thời đây là nghĩa đen có chứ không phải là nói tới nghĩa bóng. Có những, có một số hiếm, số hiếm chứ không phải số đông, hiếm những cái bà mẹ đó đẻ con ra hợp đồng với người ta rồi đem bán con. Có báo thương nhớ, báo tuổi trẻ hay gì đó đăng, có những người họ hiếm muộn con á, rồi thì họ liên hệ với những người phụ nữ mà có khả năng sinh sản, rồi chồng tiền cho họ, rồi để họ đẻ ra, rồi sau đó là họ giao con cho người ta, rồi người ta cho tiền. Thì đâu phải là bán con chứ phải gì nữa đó. Thì đôi khi đương nhiên không có ai, người ta phải khổ lắm hoặc là người ta phải hoàn cảnh như thế nào đó người ta mới làm cái chuyện đó, chứ không ai mà tự nhiên mà đi làm cái chuyện đó. Nào quý vị thử nghĩ một bà mẹ đó mà bán con của mình, thì quý vị nghĩ là nó kinh khủng tới như thế nào, mà nó đau lòng tới như thế nào đó. Nhưng mà đó, khi mà mình đem bán những cái con động vật mà mình không hiểu, những cái con mà mình đem mình bán đó, nó từng làm cha làm mẹ của mình, nó từng làm con của mình, nó từng làm anh chị của mình, nó từng là những đứa con duy nhất của mình nuôi, mình thương nó, mình yêu nó. Nhưng mà sanh tử luân hồi mình quên đi, rồi tới cái kiếp này mình được cái phước mình làm người đó, rồi cái người cha người mẹ hồi xưa đó, cái người con ruột của mình hồi xưa đó, nó thanh lên, nó gần gũi với mình trong cái vai trò là một cái con vật gần gũi với mình. Có thể là con chó, con hamster, con chim, con này con kia gần gũi với mình đó, mà mình không biết. Rồi mình không có nhận ra thì đó từng làm cha làm mẹ của mình, từng làm con của mình, rồi mình cứ đem nó mình bán. Nếu mà quý vị nghĩ cái chuyện mà bán, cái chuyện mà mình bán đó là bình thường, thì cái chuyện mà bà mẹ bán con giờ nó cũng là cái chuyện đó. Là lý do mà Đức Phật nói là cái nghề mà buôn bán động vật đó, nó không phải là nghề chánh mạng, nó là như vậy đó. Bởi vì trong số những con mình đem bán, từng làm cha làm mẹ, từng làm con ruột, chứ không phải là cái người dân đâu. Tại vì sao? Đức Phật từng nói thật hiếm để mà tìm một chúng sanh chưa từng làm cha làm mẹ của mình,
thật hiếm để tìm một chúng sanh chưa từng làm con của mình, thật hiếm để tìm một chúng sanh chưa từng làm quyến thuộc của mình, hiếm lắm quý vị. Cho nên á, cẩn thận. Rồi khi mà mình trồng cây á, thì đương nhiên là quý vị trồng cây thì quý vị sẽ ảnh hưởng đến những cái con vật ở dưới đất, đúng là như vậy. À, nhưng mà nó xét về cái tâm á, nó có những cái tâm khác nhau, chứ mình không thể nào mà mình quơ đủ cái nắm được. À, nó có những cái tâm khác nhau. Đó là gì? Mình đào cây mà mình mong cho cái chuyện tôi đào xuống dưới đừng có trúng con nào. Mình đào bằng một cái lòng, một cái sự cẩn thận. Mà hồi xưa sư làm giới tử á, mà sư kẹt quá phải đào á, sư cũng đào trong sự cẩn thận. Để gì? Để mình sắn xuống á, mình sắn rất là nhẹ, sắn từng chút. Mặc dù nó chậm nhưng mà để mình chắc cú là mình không có đụng tới con nào hết. Đó. Thì mình làm việc trong cái sự cẩn thận đó thì nó cũng được. Cái thứ hai á, là mình đào cây, đào đất mình trồng cây mà mình không biết có con gì ở dưới. Mình không biết con gì ở dưới, mình không có chủ ý mình giết. À, nhưng mà mình đôi khi nó vô tình thì nó chết, thì nó không có đủ cái chi phần của cái giới sắc thanh. Có nghĩa là mình không cố ý mình giết và mình không biết có con gì nó dưới đó. Nhưng mà cái tiếp theo nó mới tệ nè. Có nghĩa là mình biết thế nào cũng có con này con kia dưới, mà thôi kệ cha, giờ tôi muốn đào né kịp, ném kịp thôi, chết ráng chịu. Thì cái tâm lý đó là tâm lý nó không nên. À, cho nên á, cái chuyện mà mình động chạm tới bất kỳ một cái chúng sanh nào khác á, thì đương nhiên là nó đều sẽ tạo ra những cái nghiệp vô ý hoặc là cái nghiệp cố ý, nghiệp nặng, nghiệp nhẹ. Thì nó tùy thuộc, nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cái yếu tố á, là mình có mong muốn chuyện đó xảy ra hay không, mình có ý thức được chuyện đó xảy ra hay không, và thậm chí mình có cố ý để mà mình mặc kệ chuyện đó xảy ra hay không. Đó. Thì nó sẽ ảnh hưởng ha. Chứ mình không thể nào mà mình cứ vo đũa cái nắm được. Như trường hợp có một vị thánh á, vị đó đang kinh hành chánh niệm á, thì vị đó vô tình đạp chết con này con kia, nhưng mà vị đó không có phạm giới sắc thân. Nhưng mà vị thánh tránh tối đa những cái nguy cơ có thể làm hại đến chúng sanh khác bằng cách nào? Một vị thánh không bao giờ đào đất, dù là tại gia cư sĩ. Một vị thánh cư sĩ không bao giờ đào đất, vì vị đó biết là đào đất thế nào là cũng ảnh hưởng đến con này con kia, huống chi là một cái vị tỳ kheo. Rồi tiếp theo nữa đó, sư con có nghe vài bài pháp về luân hồi nhưng thường diễn giải rất mơ hồ và không rõ ràng. Xin sư giải thích thêm về giáo lý luân hồi theo lời Phật dạy trong kinh. Nếu nói chân tánh là không thì cái gì đi luân hồi? Kính xin sư giải thích cho chúng con được hiểu. Cái sự luân hồi đó nó là như thế này. Đó là khi chúng ta làm bất kỳ một cái điều gì đó thì chúng ta phải chịu trách nhiệm cho từng hành động, lời nói và suy tư. Nếu như chúng ta sống thiện, làm thiện thì khi chúng ta thân hoại mạng chung á, thì chúng ta xứng đáng để tái sanh vào một cái cảnh giới tốt đẹp hơn, đó là cõi người, cõi trời. Nếu như chúng ta sống bằng những cái trạng thái tâm bất thiện, nói cái lời bất thiện, làm cái việc bất thiện, thì khi chúng ta thân hoại mạng chung á, thì chúng ta tái sanh vào những cảnh giới đau khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ. Đó là những cái cảnh giới có thật, chứ không phải là những cái cảnh giới mà chúng ta tưởng tượng. Trong kinh Tệ Túc á, thì ngài Kumara Kassapa, ngài giải thích như thế này. Có những con người á, mà họ làm ác, họ đi địa ngục á,
thì họ không thể nào họ quay trở lại mà họ báo cho người thân của họ biết được. Không thể. Nhưng mà chuyện đó không phải là lý do để mình nói là địa ngục cũng có thật. Đó. À, nó cũng giống như á, một cái người mà họ ở tù á, thì họ không thể nào họ về nhà được. Mà họ mình không thể nào mình nói là cái người tù không có thật. Đó là cái ví dụ của ngày của Mara Kassapa. Cũng vậy, cái người họ ở dưới địa ngục á, thì họ phải chịu khổ dưới địa ngục. Họ không cách chi họ lên, họ báo mộng cho mình, họ làm cách này cách kia để mà họ cho mình biết được. Rồi cái người mà sanh về cõi trời á, sở dĩ mà họ không có quay về họ báo cho mình á, bởi vì do cái sự chênh lệch thời gian. Thứ nhất á, là ở chúng sanh ở cõi trời á, rất là sung sướng. Rất là sung sướng. À, mà một ngày một đêm ở cõi trời á, có khi là bằng 100 năm ở cõi người. Có nơi có cái cảnh giới là họ bằng 500 năm ở cõi người. Mà họ chỉ cần họ quên, họ chơi trong vòng một ngày thôi. Một ngày của họ, mà họ chỉ cần họ vui quá mà. Tiên nữ rồi đờn ca hát múa rồi thơm phức rồi mát lạnh, vui quá mà. Họ chỉ cần họ chơi một ngày thôi là ở đây là mình thành người tiên cổ rồi. Ở đây mình thành một cái nắm xương rồi. Thì làm sao mà họ về họ báo cho mình biết. Đó là cái thứ hai đó. Hàng chư thiên á, họ có cái phạm vi hoạt động của họ, chứ họ không thể nào họ tùy ý mà họ muốn chạy đâu họ chạy. Đó. Rồi cái nữa đó là quý vị biết là nó giống như ngày của Mara Kassapa, ngày ví dụ như vậy, giống như một người mà bị lọt xuống hầm phân á, mà bị được lôi lên, tắm rửa sạch sẽ, đánh răng súc miệng rồi rửa mũi rồi súc ruột rồi đầy đủ hết trơn á, mặc đồ đẹp rồi tắm sức dầu thơm thơm phức, thử hỏi vị đó người đó đó còn cái gan để mà nhảy lại xuống hầm phân để báo cho những con dầu ở dưới đó là tôi vừa mới trả xuống, người đó có cái gan đó hay không? Hình như không có. Cũng vậy đó, cái mùi của loài người á, chư thiên họ gớm cách xa 100 do tuần, mà 1 do tuần là tương đương khoảng 16 cây số, 100 do tuần là khoảng 1600 cây số. Chư thiên á, họ gớm cái mùi loài người của mình á, họ đứng cách xa nó cỡ 1600 cây số, thì hỏi làm sao họ có cái gan họ chui xuống dưới đây họ báo cho mình. Cái gì hiểu? Cho nên á, mình không thấy được, mà nó không có nghĩa nó không tồn tại. Cho nên mình làm các việc thiện hay các việc bất thiện, chính các việc thiện hay bất thiện đó sẽ dẫn chúng sanh đi các cảnh giới tái sanh khác nhau tùy theo hành động mà họ đã làm. Thì đó là nói về cái sự luân hồi, cái giáo lý luân hồi mà Đức Phật đã dạy. Đó. Trong tạng kinh thì rất là nhiều. Trong tạng kinh rất là nhiều. Ví dụ cái bài kinh sư vừa nói hồi nãy, đó là bài kinh tệ túc của trường bộ. Ai mà có nhu cầu tìm hiểu thì mở cái bài kinh đó ra. Đó. Hoặc là quý vị mở trong cái tạng luật á, cái tạng luật, cái tạng luật phân tích giới tỳ kheo quyển số 2, cái giới ưng đối trị, ưng đối trị cái phần mà nói dối á, quý vị mở ra thì có những cái đoạn kinh mà ngạ mục kiền liên thấy những cái hàng ngạ quỷ bằng năng lực thần thông ngài thấy mà mình không thấy. Đó. Rồi có người họ nói cái chân tánh là không thì cái gì đi luân hồi, thì sư phải nói do chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái ngôn ngữ tiếng Hán, thành ra đó có những lúc á mình dịch mình hiểu, mình bị hiểu lầm. Cái chân tánh là không ở đây đó, cái chân tánh là cái gì mà cái không nó là cái gì? Ở đây có nghĩa là cái bản chất của tất cả các pháp nó vốn dĩ là nó không có cốt lõi. Nó bản chất các pháp, tất cả các pháp, tất cả các thứ
từ người cho tới vật, ngay cả trí tuệ của một vị chánh đẳng chánh giác đều do duyên mà có rồi nó phải mất, do tùy vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn thường thời như thị thuyết, ngã sa thuyết là nói như vậy. Tất cả các pháp đều do duyên hợp hết, và chính do nó là duyên hợp cho nên nó không có cốt lõi. Nó không có cốt lõi, đó chính là cái không ấy. Nó là không có cốt lõi chứ không phải là không có. Quý vị hiểu không? Không có cốt lõi nó khác với không có. Cho nên chúng sanh vẫn tiếp tục đi luân hồi. Mà không nên nhớ là không có cái gì đi luân hồi, nên nhớ như vậy. Do sao? Do vô ngã, không có một cái gì đi luân hồi hết. Mà nó là duyên. Duyên của các cái nghiệp thiện và bất thiện của đời này, nó là duyên để tạo nên danh và sắc cho đời sau. Mà Đức Phật nói như thế nào? Vô minh duyên hành, do vô minh chúng ta tạo các nghiệp thiện ác. Hành duyên thức, do tạo các nghiệp thiện ác cho nên chúng ta mới đi tái sanh. Thức duyên danh sắc. Hành duyên thức có nghĩa là do tạo các nghiệp thiện ác cho nên mới có sự tái sanh. Chứ không ai đi tái sanh hết, mới có sự tái sanh. Thức duyên danh sắc chính vì có sự tái sanh cho nên mới có thân và có tâm. Danh sắc duyên lục nhập, do có thân mà có tâm cho nên mới có các giác quan. Lục nhập duyên xúc, do có các giác quan cho nên mới có sự tiếp xúc với các giác quan. Xúc duyên thọ, do có sự tiếp xúc với các giác quan cho nên mới có cảm giác. Thọ duyên ái, chính do có các cái cảm giác thích ghét buồn vui khi tiếp xúc với các cảnh, họ mới có sự yêu thích hoặc không yêu thích. Ái duyên thủ, chính vì do sự yêu thích đó họ mới dính mắc. Đó, thủ duyên hữu, chính vì có sự dính mắc đó họ mới tạo các nghiệp thiện ác. Mà thủ duyên sanh, chính vì tạo các nghiệp thiện ác cho nên họ tiếp tục, họ lại tạo ra các cái nhân tái sanh ở đời sau tiếp theo. Mà sanh duyên ưu tư lão sanh duyên già bi khổ ưu não. Chính vì còn tái sanh cho nên chúng sanh mới chịu các cái nghiệp khổ. Nó giống như cái trái xoài, cái cây xoài nó sanh ra từ trái xoài. Nhưng mà không có một cái gì nó đi từ cái trái xoài, nó đi qua cây xoài. Mà khi mà cái cây xoài đó nó tạo ra các cái trái xoài nữa thì cũng không, những cái trái xoài đó nó cũng không phải là một thứ đối với cái trái xoài ban đầu mà nó tạo ra cây xoài. Đức Phật dạy về lý nhân duyên, chứ Ngài không nói một chúng sanh nào, một cái gì, một cái thứ gì mà nó di chuyển từ đời này qua kiếp khác, không có. Mà nó tạo ra duyên, do chúng ta làm cái này cho nên nó sẽ duyên cho những cái khác xuất hiện. Do cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không, cái này sanh nên cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt. Chứ không có một cái gì nó đi từ đời này qua kiếp khác hết. Nên vốn dĩ các pháp bản chất của nó là không có cốt lõi. Và sư trả lời cái câu hỏi cuối cùng để hết cái, tại vì nó liên quan tới bài học. Đó là gì? Sư con hỏi mình nhường cho người khác được bố thí thì có gọi là bố thí hay không? Thì nó đơn giản là mình nhường người khác bố thí thì nó không phải là, thì mình không phải là bố thí. Có khi là quý vị hiểu là mình nhường cái cơ hội đó cho người khác, đó là mình cho người ta cái cơ hội để người ta bố thí. Thì nếu như quý vị nghĩ như vậy đó thì nó cũng là một cái kiểu bố thí. Nhưng mà không có kinh tạng mà nói gì. Nói phải căn cứ theo kinh này. Còn mình nói cái kiểu nói như mình là mình nói chỉ suy luận. Không có kinh tạng mà nói là mình nhường cơ hội bố thí cho người khác thì đó gọi là bố thí. Nào đó, cái đó. Cái nào của mình thì mình nói là của mình, cái nào của kinh nói là của kinh. Kinh không có nói. Mà có những trường hợp như vậy, người ta đi bố thí, người ta bố thí cúng dường á. Ví dụ như một người đem một cái áo, đem một cái y
cúng cho Phật. Vua Vatsyanadi cho người đó 16 cái bộ y như vậy, 16 cái bộ y còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Để chi? Để xin cái phước của người đó, chia phước cho mình. Thì đó có đó. Hoặc là có nhiều trường hợp họ hoan hỷ với sự bố thí đó, họ tặng người ta. Thí dụ như thấy ví dụ như là mình thấy bạn của mình đi bố thí, mình thấy hoan hỷ quá mà mình không có gì mình bố thí đó, mình đem cái gì đó, gì mình đem tiền, đem tài sản, đem vật chất, đem cái gì đó mình cho bạn của mình để chi? Để mình xin họ chia cho mình chút phước. Thì cái đó có, trong kinh có. Còn cái chuyện mà mình nhường cơ hội cho người khác mà gọi nó là bố thí thì kinh không có nói. Tại vì nói như vậy nhiều người họ sẽ hiểu là tôi sở dĩ tôi không đi làm từ thiện là tại vì tôi nhường cơ hội cho người ta đó. Chứ còn mà nếu mà tôi làm họ đâu có cơ hội họ làm. Đó cho nên là tôi nhường họ thì coi chừng nó không có xuất phát từ tâm từ, không xuất phát từ tâm bi, không xuất phát từ tâm hỷ, nó xuất phát từ cái sự bỏng thẻn của mình. Rồi mình bắt đầu mình lý luận đó. Rồi thì coi như cái thời pháp tới đây cũng vừa phải lẽ. Thì những cái phần phước thiện nào á thì xin chia đều đến cho tất cả chúng sanh. Xin cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, nhất là thân bằng chúng thuộc và chư thiên người ở xung quanh nơi đây, cầu mong cho các quý vị hàng được sự an vui. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi oan chết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc tâm, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Bụt Thầy.